Tết này vẫn giống Tết xưa, vẫn chơi chứng khoán và vẫn chưa có lời. Vậy là chúng ta đã gần đến những phiên cuối cùng của năm 2023, bước sang năm 2024. Thì không biết rằng tổng kết năm vừa rồi, hiệu suất của anh chị mình có tốt hay không? Và em tin rằng chỉ có một vài anh chị thôi, chỉ có khoảng 5% nhà đầu tư mình kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán. Còn 95% nhà đầu tư khác còn lại thì như thế nào ạ? À? Mình vẫn còn trầy trật với năm cũ. Và ngày hôm nay em cùng với quý anh chị sẽ nói về một cái chủ đề có nên bán sạch nhị Tết năm 2024 hay không. Và đây là một trong những cái chủ đề rất là nan giải. Và hầu như là năm nào nhà đầu tư mình cũng ca một cái bài ca là gì? Tổ chức bán trước Tết thị trường sẽ sập sau Tết. Rất nhiều những cái chủ đề, nhưng mà mọi người cần phải có những cái góc nhìn nó phù hợp với thị trường. Rồi, và lời nói đầu tiên cho em xin gửi một cái lời chào cũng như là một cái lời chúc sức khỏe đến toàn thể những anh chị mình đang xem cái buổi livestream ngày hôm nay. Không biết rằng cuối tuần quý anh chị mình có đi đâu chơi hay không? Còn em thì vẫn ở đây để mà miệt mài nghiên cứu thị trường, nghiên cứu cổ phiếu, đưa ra cho anh chị những góc nhìn thật là chất lượng. Và nếu như anh chị mình có follow em cách đây khoảng một tuần, 2 tuần, thì em tin chắc rằng với những cái phiên thị trường được chỉnh 15 điểm trước đó nè hay là những cái phiên thị trường bật tăng anh chị đều có những cái sự chuẩn bị và mua được những cái cổ phiếu khỏe nhất của thị trường ví dụ như là gì SJC ví dụ như là gì BDR hay là những cái cổ phiếu ngành khu công nghiệp đó là một trong những cái phần thưởng của anh chị do đó mọi người để mà cập nhật năm 2024 một cái năm hiệu suất rất là tốt thì anh chị hãy bấm một cái nút đăng ký kênh một nút like video và gì và một cái lời chào thân thương, thương để mà chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi ngày hôm nay nha rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về những cái số liệu sơ bộ của thị trường để coi trong tuần vừa rồi tổ chức đang kể cho nhà đầu tư nghe những câu chuyện như thế nào. Trong cái phiên ngày hôm thứ sáu tuần vừa rồi, thị trường của chúng ta nó có một cái biến động trong ATC là do các quỹ ETF họ cơ cấu. Nên anh chị thấy là có một vài cái cổ phiếu nó bị đè, một vài cổ phiếu bị rụt râu. Nhưng mà quan điểm em trong phiên ngày thứ hai nó sẽ bắt đầu trả lại về những cái phần cung cầu. Và thị trường của chúng ta đóng cửa quanh mốc là 1172 giảm khoảng 0.47 điểm tương đương với 0.04% và thanh khoản thị trường ở cái mức cao đó đó là 20.000 tỷ. 20.000 tỷ nhưng mà nếu như anh chị trừ cái giá trị thỏa thuận ra này. Đó, thì trừ cái tổng khối lượng là, khoảng 900 914 triệu cổ phiếu mà anh chị trừ cái khối lượng thỏa thuận là cái khối lượng giao dịch trong ATC anh chị, khối lượng giao dịch của các ETF á, các quỹ á, thì nó chỉ khoảng 790 triệu cổ phiếu thôi nhìn chung thì trong cái phiên ngày vừa ngày hôm thứ sáu vừa rồi á thị trường đóng cửa một cái cách là khá là êm đềm và với những cái cách đóng cửa êm đềm như thế này á thì càng cận tết là chúng ta chỉ còn khoảng 3 ngày thôi là thứ hai thứ ba thứ tư bắt đầu có những cái uh, kỳ nghỉ tết kỳ nghỉ khá là lớn đúng không ạ thì anh chị phải hình dung trong những cái phiên đó nhà đầu tư tâm lý sẽ rất là e dè rất là chán nạn thì thanh khoản của thị trường nó sẽ tiếp tục gì tiếp tục thấp và sẽ không ít những cái cổ phiếu cho anh chị một cái tâm lý là uh, sao không bán quách đi cho rồi cầm mãi mà nó không lên nên là mọi người cần phải có một cái sự chuẩn bị sao cho phù hợp có rất nhiều anh chị mình bán cổ phiếu BDR trong phiên ngày thứ năm vì thấy cổ phiếu nó không tăng nhưng mà trong phiên ngày thứ sáu lại tăng khoảng 4.42 phần trăm hầu như anh chị mất đi một cái cây tăng khoảng 5 phần trăm của cổ phiếu thậm chí có những lúc cổ phiếu này kéo về những cái vùng giá trần luôn đúng không ạ à? và có anh chị nào mình đang cầm những cổ phiếu BDR hay không nếu như anh chị mình đang có cổ phiếu BDR anh chị bình luận chữ có bên dưới giúp em được không ạ à? Để mà em thống kê được hiện tại bao nhiêu nhà tư mình mua được những cái cổ phiếu leader, mua được những cái cổ phiếu khỏe nhất thị trường. Và với cái phiên bùng nổ cái ngày thứ sáu của cổ phiếu BTR thì em đánh giá cổ phiếu này nó là bắt đầu gì bắt đầu vào một cái sướng tăng. À, trong cái quá trình 2 tháng vừa rồi cổ phiếu này đi ngang từ khoảng tháng 11 nhưng mà sau cái phiên ngày hôm thứ sáu vừa rồi á dòng tiền vào rất là tốt rất là quyết liệt thì em nghĩ rằng những cổ phiếu này sẽ bắt đầu một cái xương mới nó thay đổi cái cấu trúc của nó nó là anh chị mình đang có cổ phiếu br và em cũng đang có cổ phiếu br thì chúng ta đang cùng một cái con tàu và em sẽ định hướng và chia sẻ cho anh chị cách xử lý nè cũng như là cách nắm giữ với cái cổ phiếu br và nếu như mà anh chị mình không tương tác thì em không thể nào mà biết được anh chị mình có bdr hay không đúng không à? nên những anh chị nào mình có cổ phiếu BDR, anh chị có trước đó hoặc là anh chị mới mua thì anh chị bình luận chứ có đi, rồi tí nữa em sẽ đi phân tích từng trường hợp. Nếu như mua trước đó thì sao? Còn nếu như trong phiên ngày thứ sáu mua thì sao? Để mọi người có một cái chiến lược giao dịch cho nó hiệu quả và không rơi một cái tình trạng là gì? mất định hướng, không rơi một cái tình trạng là không biết xử lý với cổ phiếu. Nếu như cổ phiếu bắt đầu quay ngược giảm điểm, rồi ok. Rồi, đấy, thì em nhìn là cũng khá khá anh chị mình có cổ phiếu BDR đấy. Tại vì sao? Tại vì đa phần anh chị mình đều follow em. Đó là một cái điều rất là vinh hạnh của em ha. Và chiều tác động với thị trường á, trong cái phiên ngày thứ sáu vừa rồi những cái mã mà kéo thị trường lên là có việc cầm băng này. Đấy, khi mà nó đạp vừa rồi xong bắt đầu nó kéo giật ngược lên hai phiên tăng nhẹ thôi nhưng mà nó góp về cái chỉ số tương nói khá là nhiều hay là cổ phiếu FPT cũng tăng khoảng 2% anh chị FPT nè tăng rất là ok và trong cái phiên ngày thứ năm á trong cái buổi livestream trưa ngày thứ năm em có cập nhật với quý anh chị là gì cái phiên FPT ngày hôm thứ năm lúc nó mới tăng khoảng 3% trăm thôi hai trăm mấy ba phần trăm đây là điểm mua ai dám mua hầu như là anh chị mình không dám mua em nói là anh chị nào dám mua bình luận chữ a còn anh chị nào không dám mua bình luận chữ b nhưng mà 10 người chỉ có duy nhất một người bình luận chữ a thôi còn lại là bình luận chữ b vì sao vậy? Vì anh chị có một cái tâm lý là những cái cổ phiếu này nó đã, đã quá cao rồi Và anh chị không dám mua Mà anh chị càng không dám mua thì cổ phiếu nó sẽ tiếp tục phục hồi và đi lên Đó là cái cái mà anh chị cần phải tập trung là gì? Chúng ta phải có một cái chiến lược Phải hiểu tại sao mua cổ phiếu Thì anh chị mới có một cái góc độ là nắm giữ được với cổ phiếu Và với những cái cổ phiếu như là FPT Thì cái đường của nó về 105, 108 Nó chỉ là vấn đề thời gian thôi Vì dòng tiền nó đã vào xác thực như thế này em đánh giá đây là dòng tiền đến từ tổ chức một phiên hơn căn ngàn tỷ mà anh chị đâu thế nào mà đến từ những nhà tư nhỏ lẻ được phải đến từ tổ chức và không bao giờ mà tổ chức họ ăn khoảng 5 10 phần trăm 10 15 phần trăm mà họ ra được hết những cái lượng hàng của họ được đó là em đánh giá năm 2024 sẽ là một cái năm rất là tốt đối với những cái cổ phiếu tăng trưởng cũng như là một cái năm mà phục hồi nền kinh tế và do đó anh chị cần phải tập trung mua những cái cổ phiếu ở những cái vùng nền đừng để nó lên cao đừng đến cái chu kỳ bong bóng rồi anh chị mới đổ tiền vào anh chị mua đó là những lúc cực kỳ rủi ro và anh chị cần phải thu quân nha bây giờ thị trường nó vẫn còn cơ hội anh chị có thể là mình kiếm tiền được nhưng 2 tháng sau 3 tháng sau các cổ phiếu tăng 20 30 phần trăm thì không còn những cơ hội nữa và anh chị càng mua chậm thì anh chị sẽ càng rủi ro nên là mọi người hãy cho mình một cái sự chuẩn bị lên một cái kế hoạch thật là chi tiết và tỉ mỉ nha còn những cái mã mà kéo thị trường xuống thì em thấy là có cổ phiếu gì đó cổ phiếu VBBank là liên tục đạp thị trường xuống 3 phiên ba con quả đen nhìn rất là sốc anh chị Đấy, 2% 3 ngày giảm khoảng 5 6% hay là cổ phiếu SHB sau cái phiên bị bán tháo 127 triệu cổ phiếu này, bắt đầu nó quay lại những cái đường trung bình MA 55 50 phiên để mà hấp thụ tái tích lũy ở đây. Và cái vùng tái tích lũy đây nó sẽ tính theo tháng nha. Nó không tính một ngày hai ngày đâu, nó sẽ tính theo tháng. Do đó, anh chị mình cầm những cái cổ phiếu này, mọi người cân nhắc mà cân đo đong đếm cơ cấu như thế nào sẽ cho phù hợp vì cái đường lên của những cái cổ phiếu này á, lên ngay thì nó không có đâu anh chị. Với những cái lực cung trào ra 127 triệu cổ phiếu thì nó phải tích lũy tương đối khá là lâu. Và chiều hướng của nước ngoài trong cái phiên vừa rồi là cơ cấu thì họ bán khoảng 208 tỷ, trong đó là có BC1, Vbank, Vinamilk, Gatsby Vinhome, vân vân và vân vân còn chiều mua vào là đối với BDR 154 tỷ. Ngoài ra thì còn có Novaland nữa anh chị tăng khoảng 2% dòng tiền vào đó đó khoảng 1130 tỷ rất là tốt nhưng mà những cái cổ phiếu này nó không đóng chân được chứng tỏ là cái lực cung nó còn khá là nhiều cái độ đá bám của nhà đầu tư trên những cái cổ phiếu này nó lớn nên nó phải có những cái hành động là rũ bỏ hoặc là tái tích lũy cho đến khi chán nản thì nó mới bắt đầu nó tăng được nên anh chị mình cầm Novaland thì mọi người cần phải chú ý đến cái vấn đề này. Còn số liệu của tự doanh thì trong cái phiên ETF thì họ cơ cấu họ mua vào khá là nhiều anh chị. Trong đó là con BWG nó kéo 2.6% nè, BNG kéo lên ACB nè, kéo vào đó khoảng bao nhiêu ạ? À? 0.96%. Và anh chị nhìn những cái thằng ngân hàng á nó kéo 0.96% như thế này anh chị đừng nghĩ nó yếu nha. Đây là một trong những cái quá trình mà mà em thấy dòng tiền vào đỡ rất là tốt. Một phiên nào đó gần 380 tỷ anh chị trong khi là tự doanh nó mua khoảng 102 tỷ rồi và với những phiên như này thì nó mang cái tính chất là siêu phân hóa có những cổ phiếu tăng nhưng mà vẫn sẽ có những cái cổ phiếu giảm và anh chị không cơ cấu sớm thì khi thị trường chung của chúng ta tiếp tục có những cái pha giảm điểm nữa đó sẽ là một trong những cái lúc tài khoản của anh chị đỏ nhiều nhất nên là em muốn chia sẻ anh chị một góc độ là mọi người hãy tận dụng những phiên sắp tới thứ hai, thứ ba, thứ tư để anh chị cơ cấu và năm 2024 sẽ là một cái năm khởi sắc một cái năm mới. Anh chị mình dọn dẹp lại nguyên ngôi nhà cho nó sạch sẽ rồi anh chị sẽ kiếm tiền được từ những cái cổ phi dựng dắt Rồi, sau khi đi qua về những cái thông tin trong nước thì em đánh giá rằng hiện tại thị trường của chúng ta vẫn tương đối khá là tốt về tình hình vĩ mô uh, trong nước đi. Về tình hình trong nước đi thì uh, em thấy là mục tiêu của thủ tướng chính phủ năm nay ấy, vẫn đang cố gắng là gì kéo cái gdp lên bắt đầu là gì bơm tiền ra và duy trì với một cái bối cảnh là lãi suất rất là thấp lãi suất hiện tại rất là thấp và thậm chí anh chị thấy là một hai tháng ấy, có những có những cái bài viết đưa ra là các ngân hàng họ đồng loạt họ giảm về lãi suất huy động tức là họ giảm lãi suất tiết kiệm từ 0.2 đến 0.5% và khi lãi suất tiết kiệm giảm thì nó sẽ có một cái độ trễ từ 3 đến 6 tháng những cái lãi suất cho vay nó cũng giảm và em cũng có một vài người họ làm ở là những cái ngân hàng ấy, một vài khách hàng họ cũng chia sẻ là hiện tại cái lãi suất mà anh chị vay ở những cái ngân hàng á, nếu như mà anh chị chứng minh được tài chính nè, thì anh chị vay dưới 7%, 6% là bình thường anh chị. Vay dưới 6 7% là bình thường. Nên em đánh giá là năm nay sẽ là một cái năm duy trì mặt bằng lãi suất thấp, đó sẽ là cái cơ hội cho những cái thị trường mang tính chất là rủi ro, ví dụ chứng khoán Ví dụ như là vàng, ví dụ như là điện tử số nó sẽ bắt đầu nó tăng. Vì lúc này những cái thị trường an toàn như là gửi tiết kiệm nó không còn đủ hấp dẫn nữa thì nó sẽ có một cái sự cơ cấu rút tiền từ những cái thị trường đó sang những cái thị trường mạo hiểm hơn nhưng mà cái hiệu suất nó sẽ tốt hơn và trong phiên AT, trong phiên ATC của ngày thứ sáu vừa rồi á thì phái sinh nó có một cái nhịp nó kéo ATC nè tăng nó đó khoảng 4 điểm 6 điểm nha anh chị đây nè hai giờ ba nè là nó bắt đầu ATC nó kéo lên nó tăng ra đó khoảng gần 4.5 điểm vì nó là cơ cấu mà anh chị nó cơ cấu thì em đánh giá là cái, cái cái gap này nó có thể là tuần sau nó lắp lại nên là thị trường của chúng ta sẽ không tránh khỏi những cái nhịp trùng lắc không tránh khỏi những cái lúc mà nó giảm điểm trong phiên đâu nên em chia sẻ anh chị trước để mà anh chị chuẩn bị cái tinh thần ví dụ trong cái phiên ngày uh, ngày thứ hai đi mà cổ phiếu nó bắt đầu thị trường bắt đầu nó giảm ba bốn điểm đầu phiên anh chị sợ anh chị lôi ra anh chị bán bán xong là giật ngược lên tăng năm sáu điểm thì anh chị là mất hàng thôi giống cái phiên giảm 15 điểm ngày 31 tháng 1 thị trường đạp một cái nhờ tôi mình lôi ra cắt lỗ cắt lỗ xong qua ngày thứ sau nó kéo giật ngược lên 8 điểm nhưng mà có rất nhiều những cổ phiếu lúc này nó kéo trần ví dụ gvr ví dụ sjc và anh chị chỉ cần giao dịch sai một, một ly thôi là anh chị đi một dặm ngay anh chị mất luôn những cái con siêu cổ phiếu và em nhắc đi nhắc lại với anh chị là khi thị trường có sống, em sẽ là một trong những cái người đầu tiên khuyến nghị anh chị giữ hàng cho đến cuối chu kỳ đúng không ạ à? và bây giờ em vẫn giữ quan điểm là thị trường uptrend và thị trường nó đã có những cái con sóng tăng trưởng để anh chị có thể là mình kiếm tiền rồi nên mọi người đừng có bi quan với thị trường và cái việc của anh chị cần làm là tìm những siêu cổ phiếu tìm những cái quả bóng tennis và tìm như thế nào thì anh chị có thể là đăng ký kênh đầu tư cùng với Equity stock em sẽ lọc và nghiên cứu cho anh chị nha và em sẽ livestream liên tục từ thứ hai đến thứ sáu thậm chí là thứ bảy chủ nhật và anh chị hãy bám theo những cái chiến lược đó để mình có thể là cải thiện cái hiệu suất của mình rồi thì bây giờ mình sẽ đi qua về những cái thị trường của bên khu vực của thế giới đi để mà anh chị mình nắm sơ thì trong cái phiên ngày hôm thứ năm thứ sáu vừa rồi ấy, có một vài anh chị mình nhắn cho em là em ơi hiện tại thị trường chứng khoán China của Trung Quốc ấy, nó giảm mạnh quá thì đây là cái thị trường hang sen nè hồng kông à, thì anh chị thấy là với những cái thị trường này khi mà cái bối cảnh nền kinh tế của trung quốc là đang ở quá trình giảm phát nó còn kinh khủng hơn lạm phát nữa lạm phát là gì là giá cả hàng hóa tăng nhưng người ta vẫn có nhu cầu mua hàng còn giảm phát là gì? giá cả hàng hóa giảm nhưng người ta vẫn không có nhu cầu mua hàng hóa. đó là một trong những cái cực kỳ nguy hại, cực kỳ khủng hoảng. thì bây giờ ngân hàng trung ương của bên uh, bên Trung Quốc họ bơm tiền ra nhưng mà vẫn không cứu được. thì cái thị trường chứng khoán nó giảm là bình thường. do cái bài toán là gì? do cái bài toán là uh, bong bóng tài sản, bong bóng tài sản của các thị trường như là hàng sen, sang hai của bên uh, Trung Quốc nó quá kinh khủng đi, thì nó phải bước vào cái quá trình quay về cái giá trị thật của nó. anh chỉ biết bên Trung Quốc uh, có những cái tòa nhà còn bự hơn cả à, Vinh Hơn, b, bự hơn cả Lam Mắt nữa anh chị, bự hơn rất nhiều những cái khu dân cư nhưng mà không có ai ở. Vì sao vậy? Vì nó không có đủ tiền. Nhà những người mua nhà họ không đủ tiền, không đủ tiền đóng vào cái 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 tiến độ và nhiều chủ đầu tư họ phá sản nên là nhà trống nó rất nhiều, rất nhiều những cái chung cư, rất nhà, nhiều những cái tòa nhà cao ốc, cao tầng mà chỉ xây được cái phần thô thôi nó còn chưa lắp được kính chưa lắp được cửa nữa thì đó là cái hệ lụy của chu kỳ tăng trưởng mong bóng. họ họ kích cầu và cái 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 lượng tiền đó bơm vào đâu bất động sản và từ đó xảy ra suy thoái rất nhiều những cái công ty lớn top 3 của bên Trung Quốc nè Everend năm 2021 bắt đầu ra thông tin là phá sản đúng không mà và không chỉ đó đâu Country Garden cũng như vậy vô vàng những công ty bất động sản thì đây là một trong những cái hệ lụy nên là thị trường chứng khoán Trung Quốc nó giảm là bình thường anh chị coi tiếp nè đối với cái thị trường chứng khoán của Mỹ một trong những cái nền kinh tế lớn nhất thế giới và mạnh nhất thế giới đúng không mà và phép hầu như là gì ông thích thì ông sẽ 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 phát xuất khẩu lạm phát sang những nước khác anh chị nghe câu đó chưa à? xuất khẩu lạm phát sang những cái nước khác Fed là một trong những cái ngân hàng trung ương ở top 1 rồi, điều hành lãi suất nè, rồi bơm tiền hút tiền ảnh hưởng đến toàn cầu toàn thế giới thậm chí là ảnh hưởng đến những cái cuộc chiến tranh, chiến tranh nó cũng xảy ra từ xung đột lợi ích mà. thì anh chị thấy là đối với cái thị trường chứng khoán Mỹ, một trong những cái thị trường mạnh nhất đi, mạnh nhất thế giới luôn đi, thì nó vẫn đang trong sướng lên. vì sao vậy? nền kinh tế Trung Quốc ông yếu là ông yếu, nhưng mà tôi khỏe là tôi khỏe. hai cái nó không có một cái là gì, nó quá liên quan với nhau. cái nào tăng trưởng ok mọi thứ vẫn tốt. và anh chị thấy là bây giờ sau cái cuộc họp vừa rồi tháng 2 thì Fed họ vẫn tiếp tục duy trì lãi suất ở mức 5.25 đến 5.5% và đây là cái lần thứ tư họp rồi. Lần thứ tư họ giữ lãi suất như thế này và họ dự kiến là gì? Khoảng tháng 5. Tháng 5 mới bắt đầu có những cái quá trình là giảm lãi suất và bây giờ họ sẽ không nhiều hâu nữa. Họ sẽ không nói là cố gắng tiếp tục đưa cái chỉ số lạm phát về dưới mức 2% phần trăm nữa mà họ sẽ liên tục đánh giá từng tháng từng tháng xem coi hiện tại là nền kinh tế nó có đủ mạnh hay không và đây có phải là cái thời điểm để mà bắt đầu hạ lãi suất hay không và nói thật anh chị này những lúc mà nó tốt đó là những cái lúc rủi ro ví dụ như tự nhiên phép ông đảo chiều chính sách tự nhiên ông đảo chiều ông giảm lãi suất thì chứng tỏ nền kinh tế của mỹ nó suy yếu thì ông mới bắt đầu ông giảm lãi suất để mà ông kích cầu mà giảm đột ngột quá là coi như là gì Hệ lụy của chu kỳ uh, tăng lãi suất quá nhanh, 11 lần tăng lãi suất liên tục mà anh chị. Có những lúc tăng 0.75%, nhưng mà hiện tại Fed họ vẫn đang đánh giá ổn và họ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao. Tức là gì anh chị? Tức là mọi thứ về vĩ mô bên uh, thị trường nền kinh tế của mình nó vẫn ổn, không phải có những cái chính sách là cố gắng cố gắng hạ lãi suất ngay để mà cứu ngân hàng, cứu nền kinh tế. Hình dung là cái vấn đề mà còn khi mà Fed họ đã bắt đầu họ hạ lãi suất á, anh chị phải cẩn thận lúc đó. Nhà tư mình sẽ đáp ứng được cái kỳ vọng rồi. Bây giờ thị trường nó lên trong nghi ngờ, nó lên vì tương lai phép sẽ hạ lãi suất. Nhưng khi phép bắt đầu hạ lãi suất thì chắc chắn anh chị sẽ không dính khỏi những nhịp điều chỉnh. Nó giống như câu chuyện của thị trường Bitcoin anh thì... chị. Nó giống câu chuyện của thị trường Bitcoin những cái lúc này nè, là ra thông tin là gì? Có một cái quỹ Mỹ sẽ chấp nhận một cái quỹ rổ VN30, giống giống như là 30 cái đồng coin vốn hoa lớn của Bitcoin tiền điện tử số. Thì khi mà nó chưa ra những cái thông tin đó, nó chưa chấp thuận thì thị trường của Bitcoin nó tăng ở đó khoảng bao nhiêu phần trăm? 33%. Nhưng mà khi ra những cái thông tin đó rồi á, đây nè, những cái cây này là những cái cây chốt lời, những cái cây big boy, những cái tổ chức họ chốt lời, họ hợp thức hóa. Có nghĩa là tin tốt ra đôi khi nó cũng không phải là tốt, mà tin xấu ra đôi khi nó cũng không phải là xấu. Nên xét về cái bối cảnh về thị trường chứng khoán của Mỹ Dow Jones á, em thấy mọi thứ vẫn đang rất là ok và nó vẫn liên tục nó phá đỉnh. Và ở phía trên một cam cam này là gì? Là thị trường chứng khoán Vinnest anh chị, thị trường chứng khoán Việt Nam á thì nó vẫn đang có những quá trình là phục hồi và cân bằng đi lên. Nên là quan điểm may mắt thị trường của mình nó sẽ không phụ thuộc quá nhiều với trung quốc nha thị trường của mình nó sẽ không phụ thuộc quá nhiều và nó vẫn sẽ tiếp tục tăng vì việt nam mình anh chỉ biết là cái chính sách ngoại giao của mình á không phải là nghiêng về một bên mà mình là sẽ là gì mình sẽ là một cái người bạn của các cường quốc trên thế giới đúng không ạ mình không nghiêng về ai không nghiêng về trung quốc cũng không nghiêng về mỹ và anh chị thấy vừa rồi là gì việt nam lên cái uh, uh, biden sang việt nam ký một cái hợp đồng rất nhiều và nâng lên cái chiến lược đối tác toàn diện đúng không ạ phát triển kinh tế toàn diện không chỉ là Việt Nam, Nhật Bản cũng như vậy thì chứng tỏ là năm 2024 sẽ là một cái năm vĩ mô ổn định và anh chị thấy là các bác trên những cái thủ tướng chính phủ liên tục gì ạ à? liên tục sang những cái nước láng giềng để mà hỗ trợ để mà gì để mà nhờ những cái nguồn vốn của họ thu hút FDI đổ vào Việt Nam ví dụ như là Nhật Bản vừa rót khoảng mấy mấy chục triệu đô về cái cái, cái tuyến cầu đường sắt ở bên quận 2 đấy thì anh chị hình dung là về cái bối cảnh vĩ mô nếu như mà loại trừ cái chiến tranh của Nga Ukraine là khoảng 2 năm rồi Ngoài trừ cái câu chuyện của bên Palestine với lại bên Hamas Thì nó cũng khoảng mới đây thôi Thì mọi thứ đều đang rất là ok Nên xét về cái mặt vĩ mô Em đánh giá hiện tại trong 1-2 tháng tới 2-3 tháng tới thì thị trường của chúng ta không có những cái gì quá xấu nha Có chăng thì cái giá cả hàng hóa nó sẽ tăng Do cái khu vực của bên biển đỏ Biển đỏ có một cái phiến quân họ liên tục họ bắn vào những cái tàu thì những cái tàu nó chở hàng hóa mà khi họ bắn như thế thì họ, những cái tàu đó họ sẽ đi một cái đường vòng thì nó dẫn đến cái giá cước tăng, nó sẽ dẫn đến cái giá làm cái giá hàng hóa tăng thì lạm phát nó sẽ nhích một tí. Đó là lý do tại sao cái chỉ số DSI nó lại tăng. Đó là lý do tại sao cái chỉ số đô la Mỹ nó lại tăng vì uh, họ họ thấy là uh, lạm phát nó có thể nó sẽ tăng phục hồi lên. Nhưng mà những cái chỉ số này em đánh giá là nó vẫn đang ổn định và anh chị thậm chí nhìn vào cái giá dầu Brent đi, nó vẫn cả năm nay nó vẫn quanh ở những cái mốc là đâu đó, đó là khoảng 70 đến 80 đô đúng mà tuy là chiến tranh nhưng mà những cái giá dầu Brent nó cũng không không có những cái những cái sự đột biến nó cũng không tăng quá nóng thì đây là một trong những cái rất là tích cực vì giá dầu giảm thì nó sẽ không xảy ra gì khủng hoảng năng lượng thì nó sẽ không xảy ra lạm phát và năm 2022 tại sao lạm phát tại sao ở Đức lạm phát trên hai chữ số vì cái giá năng lượng của họ rất cao khi mà nghe họ đóng cái van bơm cái cái cái, cái nguồn khí khi đốt qua bên Đức thì sao ạ thì đương nhiên là họ phải nhập một cái cái, cái một nơi có một khí đốt giá cả nó cao hơn hoặc là nhập từ bên Trung Quốc nhập dầu từ bên Trung Quốc đó là lý do dẫn đến Đức lạm phát trên 10% trong năm 2022 nhưng mà hiện tại anh chị nhìn giá dầu mọi thứ đều đang rất là ok nên em tóm gọn sơ với anh chị về vĩ mô. Hiện tại thì thị trường của chúng ta nó chỉ giảm mạnh khi và chỉ khi cái cuộc chiến tranh nó bùng nổ mạnh ra thôi. Nhưng mà anh chị mình cứ tìm hiểu thêm những cái thông tin đó. Thì nó chỉ mang cái góc độ là gì? Góc độ là tham khảo thôi. Nhưng mà quan điểm em đánh giá hiện tại năm 2024 là một cái năm vĩ mô bắt đầu ổn định hơn rất nhiều so với năm 2022, so với năm 2023. Nên không có câu chuyện mà thị trường đung một cái về những cái vùng 900 hay là 1.000 đó anh chị. Mọi người phải vẫn tin một cái. Uh, một cái về 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 bối cảnh một cái chính sách của nền kinh tế Việt Nam thì anh chị mới có một cái anh chị mới dám đi đầu tư với thị trường còn khi mà anh chị thấy thị trường vĩ mô anh chị mình không nắm được anh chị mình thấy rủi ro thì cho tiền anh chị cũng không dám vào được không à rồi thì tránh nói dông nói dài thì sau khi đi qua về những cái thông tin vĩ mô nếu như anh chị mình ok hết anh chị bình luận chị ok để em sẽ tiếp tục phân tích cho anh chị và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái chủ đề rất hay trong ngày hôm nay đó là gì ạ dạ? có nên bán sạch nghỉ Tết 2024 hay không? Và em hy vọng rằng cái buổi livestream ngày hôm nay sẽ giải đáp cho anh chị về những cái góc nhìn khuất mắt và cung cấp cho anh chị những cái góc nhìn nó đa chiều hơn với thị trường. Nhưng người họ cứ kêu là gì? Họ cứ kêu là bán sạch nghỉ Tết đi. Và nhiều khi anh chị bán xong sau Tết những cổ phiếu đó nó không còn những cái vùng giá ngon như anh chị mình đang giữ đâu. Ví dụ anh chị mua cổ phiếu giá 10, bây giờ là giá 8. Anh chị bán ở giá 8, sau đó qua Tết cổ phiếu tăng lên giá nhiêu? Giá là... anh chị mua giá 5, cổ phiếu ở giá 8. Sau đó anh chị bán ở giá 8. Sau, sau Tết thì cổ phiếu tăng lên giá 10, giá 12, giá 15 là bình thường. Nên là mọi người phải có một cái sự chuẩn bị. Tuy nhiên, có những cổ phiếu nó vẫn đang tiếp tục giảm điểm và anh chị cần phải cắt, cần phải cơ cấu cổ phiếu càng sớm càng tốt. Ví dụ, SHB. Ví dụ... VB đó là những cái cổ phiếu ngân hàng mà trong cái phiên thứ sáu tới năm tuần vừa rồi bị bán tháo rất là mạnh và với những cổ phiếu đó thì anh chị phải cần cho cổ phiếu để mà nó thời gian nó hấp thụ đó. còn quan điểm em những cổ phiếu đó khi mà nó bị bán như thế này thì cái việc đầu tiên em cần phải làm là gì em chạy cái đó anh chị chạy mua những cổ phiếu phía trên những cổ phiếu quả bóng tennis đó sẽ là những cái điểm đến cho những cái dòng tiền thông minh rồi ok thì em cũng xin gửi một cái lời chào lại đến toàn thể những anh chị mình đang xem cái buổi livestream ngày hôm nay rất vui rất hân hạnh khi mà cuối tuần mà vẫn có anh chị mình ngồi cùng em để mà phân tích thị trường và lên những cái cơ hội trong thời gian sắp tới. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mình đi phân tích về thị trường chung một tí ha. Rồi thì anh chị mình vào anh chị chào em một cái cũng như là chào mọi người. Đó là chúng ta sẽ gắn kết, xây dựng một cái cộng đồng phát triển được không ạ? OK. Rồi em xin gửi một cái lời chào cũng như là một cái lời chúc sức khỏe đến những anh chị nào mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Và nếu như anh chị mình thấy hay, thấy thích, phù hợp với quan điểm góc nhìn, anh chị có thể bấm một cái nút đăng ký kênh, một nút like video và à, một cái nút chia sẻ để mà chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa những cái giá trị. Rồi quay trở lại với thị trường thì trong cái phiên ngày hôm thứ sáu thị trường của chúng ta một cái phiên nến Doji một cái phiên cơ cấu quỹ ETF thì thị trường nó không giảm nhiều đâu chỉ khoảng 0.47 điểm thôi anh chị và cái volume của thị trường là khoảng 790 triệu cổ phiếu và với những cái phiên như thế này thì nó cũng không có nhiều cái để anh chị mình nói nhưng là nhưng mà em sẽ lên cho anh chị cái sự chuẩn bị để mà mọi người hình dung còn bản chất trong cái phiên ngày hôm thứ sáu là một cái phiên biến động tôi nói khá là hẹp biến động khá là hẹp nó cũng không có những cái biên giật lên những cái phiên ngày hôm thứ tư nó cũng không có những cái phiên kéo ngược lên như là cái phiên ngày thứ năm mà nó chỉ là một cái phiên kiểm tra và một cái phiên biến động dần là tổ chức họ sẽ không giao dịch nhiều ở những cái quá trình này và anh chị thấy là trong cái phiên ngày hôm thứ sáu có một vài cổ phiếu nó nổ lên ví dụ là DIG nằm bùng nổ lên nhưng mà kết phiên thì bị bán ngược và với những cái cổ phiếu này nó gặp những cái lực cung bên trái thì chắc chắn gì anh chị sẽ có những cái người nhà tư mình họ vốn những nhà tư mình cắt lộ họ bán ở những cái vùng này nên khi nó nổ lên á anh chị phải đánh giá được à anh chị phải đánh giá được à cái điểm nổ này của cổ phiếu nó có phải là điểm mua hay không khi mà cái lực cung bên trái của nó rất dồi dào và nó đi lên từ những cái vùng có kiệt khối lượng hay không và quan điểm em những cái cổ phiếu DG mà đã chia sẻ anh chị, anh chị rất là kỹ nó nổ lên kiểu gì nó cũng ăn một cái 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 cú tán của những nhà tư họ kẹp hàng thôi thì em gọi đây là những cái quả UTA đó và không chỉ với DG và thậm chí kể cả cổ phiếu sale có một vài anh chị mà nói em bán hay không và em chia sẻ phân tích anh chị rất kỹ thậm chí là trong cái buổi livestream ngày hôm thứ trưa thứ năm chia sẻ anh chị là với những cái cổ phiếu này nè thanh khoản của nó ở những cái mức rất là thấp thì thông thường thị trường lên nó cũng sẽ có một cái cây bull lên đây là cái cây bull lên của cổ phiếu sale này thì em tính sơ sơ coi nó tăng được bao nhiêu phần trăm nó tăng được khoảng 4 phần trăm và nó tăng 4 phần trăm này là cái điểm bán chứ không phải là điểm mua hình dung đâu mà vì nhà tư mình đã bám những cổ phiếu này rất nhiều và cái dòng tiền nó không thực sự mạnh dòng tiền không thực sự mạnh ở những cái vùng này nên có nhiều cổ phiếu nó bị rụt râu nó nổ lên là để bán nhưng mà có một vài cổ phiếu nổ lên thì anh chỉ có thể mua ví dụ BDR không mà bùng nổ khối lượng rất to 32 triệu cổ phiếu và cái cổ phiếu này á em nhắc đi nhắc lại anh chị rất rất nhiều đây là một trong những cái cổ phiếu kênh trên và cái cấu trúc cổ phiếu tích lũy rất là ok và nó có những cái vùng kỳ khối lượng này xác nhận nè, rủ lại test lên, đây là cái phiên bùng nổ của cổ phiếu. Và em hỏi lại anh chị một câu hỏi, có anh chị nào nhờ những buổi livestream của em, nhờ những cái em tư vấn chia sẻ anh chị mà anh chị mua được cổ phiếu BDR không ạ? À? Nếu như anh chị có, anh chị bình luận chữ có bên dưới giúp em được không ạ? À? Để cho em có một cái niềm vui, để làm gì? À, những cái chia sẻ của mình nó có giá trị và lan tỏa cho cộng đồng. Và cái cổ phiếu BDR này á không phải nó tăng rẻ mới nói, mà em đã nói cho anh chị rất rất nhiều lần từ những cái lúc mà nó ảm đạm ở những cái vùng dưới đây nè và thống thống khách hàng em á, mua BDR ở những cái điểm này. Và đây là cái điểm gia tăng của hệ thống này. Và những anh chị nào vào sau, em cũng khuyến nghị anh chị mua BR qua đây nè. Mua ra từ những cái phiên này nè. Mua ra đó khoảng từ ngày thứ ba thứ tư đầu tuần rồi. Và bây giờ mình đang có những cái thành quả tương đối rất là ok. Thì em cũng xin chúc mừng những cổ đông BR. Được không ạ? Rồi anh chị nào mình mua được BR về nhờ những cái buổi livestream, nhờ những cái lời phân tích trong room cộng đồng của em anh chị bình luận chỉ có bên dưới được không ạ? À? Để mà cho em có cái niềm vui đúng không? Vì những cái lời chia sẻ của mình lan tỏa đến cộng đồng, giúp anh chị kiếm được tiền thì đó mới là những cái em mong muốn em xây dựng. Còn cái việc mà ông đánh lại bao nhiêu, ông khoe lại bao nhiêu thì cái việc đó nó không thành vấn đề, vì ông lãi là ông hưởng chứ tôi không có hưởng. Nhưng người họ thích khoe lại trên những đàn, nhưng mà quan điểm em á, khoe lại nó rất là bình thường khoê gì khoe giá trị khoe giúp cho cộng đồng được cái gì đó mới là đẳng cấp anh chị nhà anh chị nào nhờ những cái buổi livestream của em mua được cổ phiếu BDR bình luận chữ có bên dưới được mà rồi nếu như anh chị thấy hay gì thấy hay đúng không thì anh chị cảm ơn em bằng một cái nút like video là được ok mà rồi em thấy cũng tương nói khá là nhiều anh chị mình mua được với cái cổ phiếu BDR thì sẵn tiện em cũng kể anh chị nghe một cái câu chuyện đó là trong cái phiên ngày hôm thứ năm á trong cái phiên ngày hôm thứ năm anh chị đây này, ở những cái phiên này, này, có anh khách hàng của em đấy, không biết anh có đang xem buổi livestream hay không. Anh thấy những cái cổ phiếu của công nghiệp nổ mạnh quá, SSC, Nổ mạnh quá, anh nhắn em em ơi. Bây giờ anh cầm toàn BDR không mà anh không có SSC, anh cầm khoảng một tuần mấy rồi mà cổ phiếu nó không nổ. BDR nó không nổ em ơi. Thì bây giờ phải làm sao? có nên bán qua khu công nghiệp hay không thì em chia sẻ rất là kỹ đó là gì à nếu như anh bán bây thì cái cửa anh mất hàng lỗ hai đầu rất cao vì những cái cổ phiếu này nó sẵn sàng nó rất là chín mùi thậm chí trước khi cái phiên bây nổ nè cái phiên này nè em nhắn tại trung hệ thống khách hàng bên bên mình bên em á là khoảng lúc đó một giờ năm lúc buổi trưa nhắn cho anh tổng khách hàng anh chị mình có br cố gắng nắm giữ cổ phiếu sắp chín mùi rồi anh chị nào đang là khách hàng vào xác nhận giúp em một cái được không mà và thứ sáu nó bùng nổ lên thì nếu như mà trong cái phiên ngày thứ năm em mà tư vấn cho anh đó bán br mua sgc là coi như là anh bị lỗ hai đầu đúng không sgc nó đi ngang còn br nó tăng có lúc tăng trần Nên là em muốn chia sẻ với anh chị thông qua cái câu chuyện đó một bài học về tính kiên nhẫn nếu như anh chị mình không có kiên nhẫn thì anh chị sẽ không làm được gì ra ra, ra việc đó anh chị. thật sự không có kiên nhẫn thì anh chị sẽ không nắm giữ được cổ phiếu được mà, được mà, rồi và với cái cổ phiếu BDR này á, nó bùng nổ 32 triệu cổ phiếu. À, tuy nhiên một vài anh chị hỏi là, em ơi nó bùng nổ mà nó không đóng trần thì nó có rủi ro hay không? Thì quan điểm em á, với những cái cổ phiếu này mà nó bùng nổ 32 triệu cổ phiếu, nó vẫn có khả năng tiếp tục đi lên, nha. Nó vẫn sẽ có khả năng tiếp tục đi lên. Nó giống như cổ phiếu gì à? Nó giống cổ phiếu HCM này, bùng nổ nó khối lượng to mà không dứt khoát, thì nó vẫn sẽ tiếp tục đi lên, đúng không ạ? À? cái vùng giá của nó nè anh chỉ nhìn một tuần hai tuần nó vẫn đang đi lên đúng không chứ nó đâu có đi xuống thì cổ phiếu BDR nó cũng sẽ tương tự bởi vì cái lượng nhà tư mình đeo bám cổ phiếu này tôi nói khá là nhiều cũng như cái lượng vốn lưu thông á cái lượng cổ phiếu lưu thông trên thị trường nó lớn thành ra là những cái cổ phiếu này để mà tăng trần cực cực kim luôn á thì nó sẽ tương đối khá là khó nhưng mà với cái dòng tiền với mọi thứ cấu trúc mẫu hình như thế này thì mình giá là ok và có một anh hỏi em là anh Huy á anh Huy anh hỏi em là em ơi cái cổ phiếu này bây giờ mình giữ về target bao nhiêu 50 không em thì quan điểm em rất rõ nè những cái cổ phiếu này đã đi xa từ những cái vùng nền phía dưới đây là những cái lúc nè giá 13 này. thì anh chị cầm anh chị có thể kỳ vọng nhân đôi nhưng mà ở những cái vùng nền ở phía trên á nền số 3, số 4 trên đây nè thì anh chị không thể nào mà kỳ vọng nhân đôi được có chăng những cổ phiếu này lên những cái vùng 40 đến 45 nó sẽ có những quá trình chạy nước rút để mà phân phối thì đây sẽ là những cái giai đoạn anh chị mình bán cổ phiếu ra nếu chúng ta đừng có kỳ vọng ảo bây giờ ba chục đừng có kỳ vọng ảo ừ cổ phiếu nó phải lên nhân đôi lên sáu chục đến nay tôi mới bán chúng ta phải nương theo thị trường tổ chức bán chúng ta bán tổ chức không bán chúng ta không bán anh chị hình dung được không ạ à? đấy đó là góc nhìn và nắm giữ của cổ phiếu rồi bây giờ em sẽ đi phân tích nè với những anh chị nào mình đã có những cổ phiếu phía dưới việc anh chị cần làm gì ngồi yên không cần làm gì cả tắt bạn ăn tết đi anh chị còn với những anh chị nào mà trong cái phiên ngày thứ sáu anh chị mua cổ phiếu BDR này thì sao trong cái phiên ngày thứ sáu nếu như anh chị mua cổ phiếu BDR này thì anh chị phải quan sát nếu như hàng về cổ phiếu nó tiếp tục đánh lên và anh chị mình có lãi anh chị mình giữ được nhưng nếu như hàng về nó không đến lên nó quay đầu những cổ phiếu gì bc một này đây, nổ lên nè, hàng về nó không nó lên nó quay đầu. Đây nè, hàng về nè, nó không nó lên, nó quay đầu giảm khoảng nhẹ nhẹ. Nếu mà anh chị mua cái cái nổ này, này thì anh chị lỗ khoảng 1%. Thì anh chị phải bán ra vì cổ phiếu nó chưa sẵn sàng thì nó sẽ tìm về những cái vùng bên dưới hấp thụ đây một khoảng thời gian trước khi nó bắt đầu bùng nổ để mà nó đi lên. Hình dung đâu mà chúng ta cho cổ phiếu cơ hội, hàng về nó phải đánh lên luôn. Nó giống như cổ phiếu SJC á. Đây nè, nổ lên nè, hàng về nó phải đánh lên luôn. Nó cho anh chị có lại. Ok, đây là một trong những cái cổ phiếu rất là khỏe và hệ thống khách hàng em thành công với cổ phiếu này mua từ trước khi chia cổ tức anh chị mua đó khoảng cuối tháng 12 bây giờ giữ khoảng 2 tháng rồi ăn được cái phần gì cổ tức mua giá 20.000 và lãi luôn cái phần cổ phiếu có sẵn một trong những cái điều rất là thành công của hệ thống khách hàng bên em và những cái cổ phiếu này em không có khái niệm bán non đâu, anh chị nha những anh chị nào đang là khách hàng bên em mọi người đừng có tư duy là ok bán nghỉ ăn tết nó thật là anh chị bán những cổ phiếu này chưa chắc sau tết nó quay về những vùng giá cho anh chị mua đâu và nếu như mà nó quay về những cái vùng giá ba ít cho anh chị mua đó là cái bô vì sao cái lực đánh cổ phiếu đang mạnh như thế này mà tự nhiên nó bẻ ngang cái xung lực đó là một trong những cái vấn đề là tổ chức họ thoát hàng mà tổ chức họ thoát hàng thì anh chị mình thoát đi chứ anh chị mua làm gì đúng không giống như em có một cái chị khách hàng á chị mới về hệ thống minh thôi không biết ai khuyến nghị chị mua cái cổ phiếu bọc cung như này nè mua cổ phiếu st 8 mua những cái cây này nè đó xong bây giờ nó rơi nó rơi kinh khủng vẫn còn cái cổ phiếu mà chưa bán được anh chị đó đó lỗ khoảng hai mươi mấy phần trăm rồi mua những cái cổ phiếu này nè liên tục giảm sàn anh chị thấy nó rủi ro không? rất là rủi ro anh chị phải biết mua vì gì bán vì đó và hãy tập trung những cổ phiếu nào có thể phân tích còn những hàng bó cung như này là bỏ thậm chí là sáng ngày hôm nay cũng có một anh khách hàng em là nhắn em ơi cổ phiếu st 8 nó rơi sàn kinh quá bây giờ mình vào bắt đáy được hay không mà quan điểm em á em chỉ mua trần chứ em không mua sàn ok thà em có thể mua trần em có thể mua sc phiên trần này nè đấy em có thể mua gvr phiên trần này nè nè nhưng mà em không dám mua những cái cổ phiếu đang sàn vì đó là một trong những cái cổ phiếu mà tổ chức nó bán nhưng mà anh chị thấy là st 8 rồi cái phiên S8 này tổ chức nó bán xả sàn liên tục Một ngày nó dư mấy trăm nghìn cổ phiếu nó không bán được Thì anh chị bỏ tiền vào những cái cổ phiếu này để làm gì Được mà, được mà. chẳng khác gì anh chị ném tiền vào lửa Ném cục tiền vào lửa Nên là quan điểm em không có khái niệm mua cổ phiếu giá rẻ Em cũng không mua cổ phiếu nó nó đang rơi sàn đâu Thà em mua trần chứ em không mua những cổ phiếu đó Và cái kịch bản của BDR anh chị ghi chú lại Em thấy có một cái vấn đề chung là anh chị mình rất là ngại Rất là không dám mua cổ phiếu Trước khi cổ phiếu bùng nổ em đã tặng anh chị cái điều kiện mua đúng không ạ trước khi cổ phiếu bùng nổ em mới tặng anh chị mua nhưng mà trong phiên anh chị vẫn hỏi là em ơi em mua được không đó là cái sự gì cái sự nhút nhát và anh chị phải cải thiện cái sự nhút nhát đó vì nếu như không có em lúc đó em trả lời kịp cổ phiếu nó tăng trần anh chị sẽ bị mất những cái cơ hội và anh chị hãy nhớ nè, không có chiến thắng trên thị trường chứng khoán một phần trăm rủi ro nó vẫn sẽ là rủi ro nên anh chị mua xong anh chị phải quản trị cổ phiếu cho em chứ không phải là ok anh chị mua xong là cổ phiếu nó thắng lấy ví dụ anh chị là gì tại sao mua SGC trần lại có lại lại có lại nữa mà mua cái giá cao nhất vẫn có lại GVR mua những cái cây này vẫn có lại hay là gì hay là những cái cổ phiếu DTD đi DTD này anh chị mua những cái phiên này nè hàng về anh chị vẫn có lại hay là anh chị mua những cái cổ phiếu khu công nghiệp như là Long Hậu đi mua những cái phiên giá trần này anh chị vẫn có lại nhưng mà anh chị mua cổ phiếu BC1 nè mua BC1 tại sao lại không có lại hay là anh chị mua những cổ phiếu như là TCH nè mua cái nổ hầu như là không có lại vì sao vậy anh chị? Vì những cổ phiếu nó chưa sẵn sàng. Tức là trên thị trường lúc nào nó cũng sẽ có một vài cổ phiếu như thế, nên là sẽ có những lúc anh chị mua cái điểm nổ, anh chị mua cái điểm trần. Tại sao? Lúc anh chị mình thắng, nhưng mà có những lúc anh chị mình thua. Vì sao? Hay là anh chị mua MBS nè. Tại sao anh chị mua cái cây này? Cái này nè. Cái phiên ngày thứ tư em nói là gì? Đây là điểm mua nè. 7 8 triệu cổ phiếu bùng nổ, đây là cái điểm mua. Nhưng mà đâu có ai dám mua đúng không? Tại sao? Cái điểm này anh chị mua hàng về anh chị vẫn lại, thậm chí trong phiên ngày thứ sáu nó kéo trăm Tại vì sao? Vì những cái cổ phiếu này nó bắt đầu đi lên. FPT nè, mua cái điểm này vẫn được nè, nhưng mà anh chị mua không đúng điểm, mua những cổ phiếu như là DIG. Tại sao anh chị lỗ? Vì cái lực cung bên trái nó rất nhiều, nên là mọi người phải hiểu tại sao mọi người mua. Đó, chúng ta sẽ cải thiện được khi nào mua được và khi nào không mua được. Cái đó sẽ có cái xác suất. Ví dụ tại sao vừa rồi em không báo anh chị khách hàng mua DG, không báo mua Đức xanh, không báo mua xe trong khi em là cái thằng chuyên săn điểm nổ. Nhưng mà em chỉ mua là gì? Mua BDR thôi anh chị. Vì em đặc vị được cái cấu trúc nó ở đó. Và nếu như anh chị mà mua biết cái bí kíp đó thì anh chị làm gì anh chị đăng ký kênh này rồi tương lai từ 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 em sẽ bật mí cho anh chị và nếu như anh chị mình thấy hay nhớ ủng hộ em một cái lời cảm ơn đó là một trong những cái mà rất là vui khi mà gì mình chia sẻ mình giúp được cho anh chị mình cải thiện được cái hiệu suất của mình đây thì anh chị thấy là với những cái cổ phiếu bi hàng về nó phải đánh lên mà nếu như nó không đánh thì anh chị nhớ để mà quản trị nó ra ha và những cái cổ phiếu target của nó là về những cái vùng 35 Uh, 35, 38 nếu như mà mọi thứ đều đang rất là ok đó là góc độ em phân tích ha rồi sẵn tiện phân tích tiếp những cổ phiếu bất động sản đi DG này, nổ lên thì anh chị mình lỡ mua cây nổ này á thì quan điểm em hàng về anh chị nên té mua cây nổ này lỡ rồi hàng về nên té vì đây là những cái điểm bull trap nha, nó giống cây này nè cảnh báo chị rất nhiều nổ lên là buôn trap chứ không có điểm mua đâu hàng về nên té sớm tránh tình trạng là gì nó rủ quay về những cái vùng phía dưới khối lượng to để bám những cổ phiếu này rất nhiều không có ai dám mua những cổ phiếu như là FPT những cái cổ phiếu MBS đâu mà toàn mua bất động sản không à là anh chị cầm cầm bất động sản rất nhiều nhà tôi cá nhân cầm bất động sản rất nhiều thì đó chính là những cái rủi ro đó anh chị độ đá bám của nó rất nhiều thì nó sẽ rất dễ có những cái cú rượu hay là sale nè nổ lên đây là cái điểm bán chứ không phải là điểm mua thì tuần sau anh chị mình lỡ mua cái điểm nổ này rồi á là anh chị mua sai và anh chị mua sai thì anh chị cần phải quản trị chậm hết chứ không có câu chuyện vào trung bình giá em thì có trung bình giá xuống trung bình giá xuống làm gì anh chị kinh doanh quán cà phê đang lỗ một quán đang lỗ 10 triệu anh chị mở thêm hai quán anh chị lỗ 20 triệu anh chị mở thêm 10 quán anh chị lỗ 100 triệu tại sao anh chị không tối hóa một quán trước anh chị không xử lý cái vấn đề của cái quán đó trước đến khi nào cái quán nó có lại thì anh chị mới gia tăng đúng không bài toán kinh doanh thì khi gia tăng khi nào gia tăng gia tăng khi anh chị mình đang lãi ví dụ hệ thống khách hàng mua g với đợt phiên này, này anh chị hệ thống khách hàng mua g với đợt phiên này mua cái phiên này nè mua phiên này xong hàng về đã đánh lên đúng không ạ à? hàng về đã lên thì em gia tăng những cái điểm này vì sao mà gia tăng vì sao vì sao vậy anh chị vì mình đang lãi mình đang lãi mình đang đúng thì mình có quyền mình gia tăng còn em đang có lãi em không đúng thì em sẽ không gia tăng đó là lý do tại sao á bc một nè em mua cây nổ này nhưng mà hàng về là em báo hệ thống hàng mình hạ ra lỗ loanh quanh khoảng một phần trăm không nhiều hạ ra cái phiên ngày thứ năm để làm gì để mà có tiền gia tăng những cái cổ phiếu khu công nghiệp và phiên ngày thứ sáu nó giảm khoảng hai ba phần trăm nhưng mà quan điểm em những cổ phiếu này nó sẽ tìm cái vùng cân bằng phía dưới trước khi nó bắt đầu nó đi lên với những cái cái volume tôi nói khá là to thì nó cũng sẽ thể hiện hai cái hai cái trạng thái một lực cũng nhiều nhưng mà gì cái lực cầu vào đỡ giá cũng nhiều nếu như không có lực cầu thì cái cổ phiếu bc một này nó đã sàn rồi anh chị những cái cổ phiếu này đang bị trao tay đặc biệt là tự doanh mà khó ngoài á anh chị nhìn cái số liệu thống kê gì thấy rất là rõ ha rồi quay trở lại với cổ phiếu bất động sản đức xanh vừa rồi nó cũng kéo là nhiều anh chị phô mô bất động sản quá nó kéo được khoảng hai trăm sáu mấy phần trăm á anh chị mình phô mô và những cái cổ phiếu này đi ngang quá lâu nè nổ một cây nè bắt đầu phô mô thì khi nào mua những cổ phiếu này em chỉ mua cổ phiếu này khi và chỉ khi cổ phiếu phải rủ cổ phiếu phải rủ sạch cho những cái nhà đầu tư mình đã bám ở đây nè cắt lỗ hết thì em sẽ gọi đây là cái điểm swing đây sẽ là những cái điểm swing thì em sẽ mua những cái cổ phiếu đất xanh còn nếu như nó không xảy ra những cái điểm swing này mà nó có kéo lên á. thì em cũng sẽ không mua vì đây chỉ là một trong những cái quá trình quay về bên trên bình thường thôi Đấy này xuống bên dưới lên bên trên lên bên trên thì lại xuống bên dưới nó không tạo ra một cái trend nó không tạo ra một cái cấu trúc là phá vỡ cái hộp davas để mà đi lên thì những cổ phiếu này em sẽ không mua nếu như nó không đủ em sẽ không mua nếu như nó không rủ cái cấu trúc nó khác một trời một vực với cổ phiếu EDC EDC là cấu trúc tích lũy hướng lên và nó nằm ở đâu nằm nó nằm trên cái vùng đỉnh lịch sử của nó nó nằm trên cái vùng đỉnh lịch sử của nó nó nổ lên nè à, nó rủ và nó đi lên nó nằm trên cái vùng đỉnh lịch sử nó không có nhiều lượng cung nhưng mà cổ phiếu Đức Xanh nằm ở đâu nằm ở dưới cạn cái lực cung nó rất nhiều nên nó phải rủ thì sau đó nó mới bắt đầu nó mới đi lên được anh chị nên những cổ phiếu này anh chị đừng có vội nhá còn BDR thì sao ngày hôm thứ sáu nó là điểm mua mua xong nhớ quản trị là được nhá rồi cổ phiếu gì nữa KDH này những cổ phiếu này nó là những cổ phiếu loại 2 loại 3 đúng không ạ? Loại 2 loại 3 thì em không chơi. Ví dụ giữa anh chị mình được chọn một anh chị là những cái nhà tuyển dụng, anh chị về cái trường học, anh chị được chọn những học sinh ưu tú nhất, những học sinh có thái độ làm việc chăm chỉ nhất so với các bạn là gì? U lì, không chịu nỗ lực, không có thái độ làm việc, không có tác phong thì anh chị chọn cái gì? Anh chị phải chọn những cái bạn nào vừa giỏi, vừa có thái độ làm việc đúng không? Anh chị là nhà tuyển dụng mà, anh chị có quyền lựa chọn. Và anh chị đầu tư chứng khoán cũng như vậy. Anh chị có quyền lựa chọn đâu là những cái cổ phiếu khỏe Tại sao anh chị không chọn mà anh chị lại mua những cổ phiếu chưa tăng? Nó giống như cái bài toán á, anh chị thấy chứng khoán nổ nè. FTS nổ cái này không dám mua. Anh chị mua con VND. Kết quả là gì? Không kiếm được tiền. Hay là gì? À, những cái cổ phiếu như là BSI những cái điểm này nổ nè. Anh chị không dám mua, anh chị mua gì? Anh chị mua những cổ phiếu như là VCI giờ này nó vẫn tăng nhưng mà những cái cấu trúc này tăng không bền và nó mở một cái gap này thì khả năng tuần sau nó lắp lại chứ là chứ là vấn đề gần như là chắc chắn anh chị tuần sau những cái cổ phiếu mà mở gap yếu yếu này cái vấn đề lắp gap sẽ là chắc chắn Rồi, với những cái cổ phiếu KDH đang nhâm lỏng có lượng to thì đây là cái mô tiếp lũy của cổ phiếu. Nhưng mà để mà lên ngay thì em đánh giá là chưa lên được đâu nha. Nên là dòng này em sẽ không đánh những cái cổ phiếu như là KDH. KHG cũng yếu là những cái cổ phiếu Benny bất động sản á, KHG, DRH, DS hầu như dòng tiền nó không vào. Dòng tiền hiện tại không vào với những cái thằng penny thì đây sẽ là những cái cổ phiếu anh chị cần phải cơ cấu. Tại sao thị trường nó lên nè? Đây là quá trình thị trường lên khoảng 107 điểm, nhưng mà những cái cổ phiếu nó vẫn đang cắm đầu hướng xuống. Tại vì sao? vì nó không có dùng tiền hình dung được không mà KHG nó vẫn đang cắm đầu nó hướng xuống thì anh chị hãy tập trung vào những cái cổ phiếu đang được đẩy giá thì anh chị sẽ an toàn hơn rất nhiều những cổ phiếu giá cao sẽ tiếp tục cao hơn còn những cổ phiếu giá rẻ sẽ tiếp tục rẻ hơn tập trung hết tiền vào những cổ phiếu đang có cấu trúc đi lên còn những cái cấu trúc đi xuống cái này ai mà biết được là ở đây có phải là cái nền tích lũy của nó hay không hay nó sẽ tìm về những cái nền tích lũy phía dưới nó giống như cái con gì mà anh chị đúng không lúc nó đang rơi này ai biết được nó có tích lũy ở đây hay không hay nó tìm về những cái vùng nền phía dưới và anh chị thấy đó, nó quay về những cái vùng nền phía dưới là bình thường nha như cân đường hợp sữa nhà đà nẵng là những cái cổ phiếu này là yếu dòng tiền nó không vào Nhà này những cái cổ phiếu này cũng như vậy thị trường đang nằm trên đây mà cổ phiếu nằm ở dưới đây là những cái cổ phiếu kinh dưới những cổ phiếu kinh dưới không có dòng tiền vào mức hút thanh khoản anh chị đừng cố gắng kiếm tiền từ những cái cổ phiếu này vì không biết được khi nào nó rơi về những cái vùng phía dưới đâu sự thật thà anh chị mua giá cao á mua cái cấu trúc đang lên của cổ phiếu này cấu trúc cổ phiếu đang đẩy giá này thì cái xác suất anh chị thắng sẽ rất cao thậm chí anh chị mua những cái cây giá giá giảm mạnh những cái lúc này này thì anh chị cũng thắng được hay là anh chị mua những cái giá sàn này cái cửa anh chị thắng nó vẫn cao so với cái việc anh chị mua những cái cổ phiếu đang trong quá trình đi xuống đây là sai quay hướng xuống này ai mà biết được nó xuống về những cái vùng bao nhiêu nên anh chị cần phải đặt bài toán là cơ cấu danh mục và chúng ta sẽ còn 3 ngày là thứ hai thứ ba thứ tư ba ngày cuối cùng của năm 2023 trước khi bước sang cái năm 2024 thì anh chị hãy cố gắng tỉa tỏ trong những cái bông hoa sim tím trong khu vườn của mình để năm 2024 có một hiệu suất thật là tốt. Còn nếu như bây giờ anh chị không biết cơ cấu, không biết quản trị thì sao ạ? À? Thì anh chị có thể liên hệ với số điện thoại của bạn trợ lý bên dưới thông qua Zalo hoặc là liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em 077 575 299 để làm gì ạ? À? Để được cơ cấu hỗ trợ và tham gia room hệ tổng khách hàng. Em sẽ hỗ trợ anh chị phần đó nha. Rồi cái tiếp này Nam Long này. À, với cái cổ phiếu Nam Long này trong cái phiên vừa rồi nó cũng bị rụt râu. Nhưng mà cái dòng tiền của nó vào tương đối khá là tốt. Chỉ hơi tiếc là nó bị rụt râu thôi anh chị. Và với những cái cấu trúc bị rụt râu chứng tỏ là tổ chức nó chưa sẵn sàng nó đánh. Hoặc là để bám quá nhiều. Hoặc là cái lượng cung bên trái nó quá lớn. Thì nó chỉ có một kịch bản tuần sau phải nổ bù Tuần sau nó phải nổ bù nó giống như con gì? Nó giống như con CTG nổ hụt nè nhưng mà tuần sau nó phải nổ bù nó túc tắc túc tắc đi lên thì ok còn nếu như anh chị mình thấy 55 tuần sau mà nó không nổ bù á, nó đi ngang ở những cái vùng này quá cao á, thì anh chị nên nên bán cổ phiếu vì đây rất dễ là cái cú UTA của cổ phiếu UTA là gì UTA là cái cú vượt đỉnh thất bại và sau đó cổ phiếu sẽ bước vào cái quá trình điều chỉnh đây nè đây là UTA của cổ phiếu nè hay là cổ phiếu DIG mày nè những cái cú tạo đỉnh gọi là UTA sau đó bắt đầu nó rơi hay là những cái cổ phiếu đức xanh cũng như vậy đây là những cái cú UTA của cổ phiếu trước khi bắt đầu nó rơi thì anh chị cần phải cẩn trọng cần phải chuẩn bị và em chia sẻ chị góc độ chân thành nha hiện tại sau khi mà hệ thống bắt hàng em đã vào hàng với những cái cổ phiếu khu công nghiệp ví dụ GVR, EDC, SGC, này hay là những cổ phiếu chứng khoán HCM, BSI, FTS đang có hiệu suất trung bình lãi ra đó khoảng 7% đến 10%, thậm chí một vài cổ phiếu lãi hơn mười mấy phần trăm thì bây giờ em sẽ hạn chế mở vị thế mua mới và em sẽ bắt đầu lên cái chiến lược và đánh giá quản trị rủi ro cho khách hàng đến khi bắt đầu nghỉ Tết luôn. Tức là em sẽ liên tục quan sát thị trường coi coi nếu thị trường có vấn đề rủi ro, em sẽ sẵn sàng báo khách hàng mình hạ, thậm chí những cổ phiếu nào mua mới sẵn sàng cắt lỗ để làm gì? Để mà quản trị cái phần tiền đó, vì anh chị mình thấy những cái lúc mà thị trường ảm đạm á những lúc thị trường ảm đạm đó là những lúc mà chúng ta cần phải làm việc hiệu suất 200 phần trăm cái phiên 15 điểm là nhiều người kêu bán nhiều người phân phối nhưng mà em vẫn không bán em thấy trung cộng đồng của em rất là hoảng loạn nhưng mà khi em đã chứng ngang và chia sẻ với mọi người thì mọi người đang có hiệu suất rất là ok thậm chí còn có rất là nhiều người nhắn tin riêng em là cảm ơn em đã định hướng cho chị chị ở trong room cộng đồng em thôi nhưng mà gì chị nhận được rất nhiều những cái giá trị và nhờ vậy chị không bán những cổ phiếu như là etc chị không bán những cái cổ phiếu như là gvr đó là một trong những cái niềm vui của em và ai chưa tham gia room cộng đồng còn chân chờ gì nữa chưa quét mã qr code bên góc trái hoặc là bấm vào bên dưới bình luận tham gia cái đường link em sẽ cập nhật cho anh chị về những cái kiến thức rất là hay với thị trường chứng khoán rồi đấy thì anh chị nếu như mà anh chị muốn cơ cấu hay là muốn tham gia vào room khách hàng thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại như em vừa vừa chia sẻ thì quan điểm em từ bây giờ đến ngày thứ tư á à, những anh chị nào đang là khách hàng thì anh chị cũng nghe chú ý kỹ giúp em là em sẽ bắt đầu đánh giá rủi ro từng phiên có là có nghĩa là chúng ta sẽ trên tinh thần là chúng ta quan sát thị trường là chính chứ chúng ta không có vội vàng mà ok mua mua bán bán liên tục đó là những cái lúc rủi ro và em sẽ lên chiến lược để mà cơ cấu xem coi cổ phiếu nào mình giữ xuyên tết được vị thế ok không hoặc là những cổ phiếu nào mình thấy nó 50-50 quá mình không biết được hướng đi sắp tới của cổ phiếu thì em sẽ cho hệ thống bán hàng mình hạ ra nha anh chị nào khách hàng thì anh chị lưu ý cái vấn đề đó rồi à, bất động sản thì có con EJC em giá cũng ok nè nổ lên nè rủ một cái bắt đầu tiếp tục kéo Nhưng cái cổ phiếu này cái cấu trúc nó đánh như EJC á nổ lên nè, rủ nè kéo nè nổ nè rủ nè nhưng mà EJC thì nó là hoa hậu rồi anh chị còn những cái cổ phiếu này chỉ là á hậu thôi á hậu thôi nha vì sao nó nằm ở kinh giữa nằm ở những cái vùng kinh giữa còn EJC nằm ở phần, phần kinh trên chúng ta là tổ chức họ hấp thụ hết những cái lượng hàng phía trên để mà họ đánh lên thì cổ phiếu nó phải có câu chuyện hay Tổ chức nó mới chấp nhận ăn những cái lượng hàng giá cao đúng không? Nó phải có câu chuyện đủ hay thì tổ chức mới ăn được những cái lượng hàng giá cao. Còn anh chị thấy những cái cổ phiếu này nằm ở kinh giữa và nó chưa có một cái sự quyết tâm đại giá chính của cổ phiếu và nó gặp những cái lực cung bên trái thì nó phải cần thời gian để mà hấp thụ ở đây, tính theo tuần thậm chí có những cái cú rũ là bình thường. Đó là những cái cổ phiếu kinh dưới, đi lên kinh giữa thì em sẽ không mua. Kinh dưới là gì? Kinh dưới ví dụ anh chị là HDG này, những cái cổ phiếu nằm dưới kháng cự quá sâu hay là cổ phiếu bâu này, đây là những cái cổ phiếu kinh dưới nó nằm ở phía dưới tích lũy phía dưới thì em sẽ không mua vì đây là một trong những cái cổ phiếu yếu chỉ đánh những cổ phiếu nằm phía trên càng cao thì nó thể hiện là dòng tiền và đỡ giá rất là ok tiếp nha uh, DBG là những cái cổ phiếu nổ lên nhưng mà khối lượng to nhưng mà biên độ nên nó không dứt khoát cái lực cung bên trái tôi nói khá là nhiều thì những cái cổ phiếu này nó nổ lên nhưng mà nó không phải là cái phiên kích hoạt vào sóng với những cái phiên này á À, em đánh giá nó chỉ là quay loanh quanh những cái vùng này thôi có thể nó sẽ có một cái cú rủ cùng với thị trường loanh quanh tạo những cái vùng nền này, này còn để mà câu chuyện cổ phiếu này bùng nổ chữ về lên đây thì em thấy là nó chỉ có là chỉ có chỉ có xác suất 10 trăm thôi anh chị cái xác suất nó không cao đâu nên là anh chị mình cầm DBG thì mình cũng phải cẩn thận trên tinh thần là nó sẽ có những cái cú rủ và tổng hợp lại với những cái cấu trúc của những cái cổ phiếu bất động sản à, DTD này DTD thì nó vẫn là thuộc cái cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp nha anh chị DTD là nó có đầu tư bất động sản và nó có đầu tư bất động sản của công nghiệp nữa đó là những cái cổ phiếu nó đánh rất là điên nó đánh điên theo cái ngành khu công nghiệp của nó nhưng mà nó đang gặp những cái lực cung bên trái trong nó khá là nhiều những cái cổ phiếu này gặp những cái lực cung bên trái tôi nói khá là nhiều nên là anh chị cũng đừng phô mô những cái vùng này tránh cái cái nhịp nó rủ cho hai ba cây về dưới đây nè nó giống như cổ phiếu ita đó anh chị cái nhịp đầu của nó đánh rất là ok nhưng mà để bám nhiều nè này, cái nhịp đầu đánh rất là ok nhưng mà để bám nhiều và cái tính đầu cơ của nó là cái tính đầu cơ cao thì nó ăn hai ba cái cú rượu tán về những cái vùng phía dưới là bình thường đúng không mà nó tán nó rượu nó tạo những cái vùng nền tảng trong nền tảng đi lên đó nên 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 nền cứ túc tắc túc tắc nâng đấy để mà gì để mà đi lên thì cái cổ phiếu DTD nó cũng sẽ có khả năng xảy ra nên là anh chị đừng mua rướng những cái vùng này tránh cái cái rủi ro là nó tán về những cái vùng phía dưới cùng với thị trường nha em thì không chiếm lợn không hai thị trường sập nhưng mà em muốn cung cấp cho anh chị một cái góc nhìn mọi người đa chiều với thị trường một tí nếu thị trường tăng anh chị phải biết anh chị làm gì với một cái phiên 15 điểm ai cũng bán tháo nhưng mà nói thật anh chị cái phiên đó hệ thống bán hàng em không báo bán em không báo hệ thống bán hàng bán cái phiên này em nói rất kỹ thị trường rủ để mà đi lên và có khi là gì anh chị mình bán tại những cái vùng đấy qua ngày hôm sau thị trường kéo 8 điểm thôi nhưng mà tài khoản hệ thống khách hàng em tăng rất là tốt Cái phiên 15 điểm á nhiều anh chị khách hàng vào nói là em ơi thị trường giảm mà tài khoản không giảm bao nhiêu vì sao vậy cầm SSC cầm GVR cầm BSI cầm những cổ phiếu chứng khoán những cái cổ phiếu leader hầu như nó không giảm bao nhiêu nhưng khi thị trường tăng một cái là gì GVR nó tăng trần nè anh chị đấy GVR cái phiên đó, đó cái phiên ngày hôm thứ năm hệ thống khách hàng em mặc hai mã cổ phiếu GVR trần và SSC trần và một cổ phiếu là EDC tăng hơn 5% rất là thành công với giai đoạn hiện tại. Đó là anh chị nào mình quan tâm, thấy thích cái phương pháp muốn tham gia rừng khách hàng để mà tập trung đánh những cổ phiếu leader này á thì anh chị liên hệ với số điện thoại như là em chia sẻ anh chị ha, 0775552999 để mà tránh cái nhịp mà anh chị mình thấy cổ phiếu nó nó lên cao quá rồi. Những cái lúc mà cổ phiếu càng lên cao mà anh chị càng mua lại là càng rủi ro nha. Cẩn thận cái vấn đề đó giúp em. Nha tranh thủ liên hệ càng sớm vì em thấy có một vài cổ phiếu tương đối khá là ok khá là ổn định để mà anh chị mình tham gia trong tuần sau và ngày mai em sẽ lên chiến lược với hệ thống khách hàng tranh thủ nha anh chị rồi sau khi đi phân tích xong những cái cổ phiếu à còn nam từ liêm này bất động sản này à, những cái cổ phiếu này á, liên tục nó 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 bị bán ngược mà em thấy là nó không quyết tâm để mình đánh lên luôn á thì nó sẽ lắp cái gap ở đây nó đi ngang ở đây quá lâu thì nó sẽ lắp cái gap ở đây và chúng ta sẽ chờ cho nó lắp ở rồi sau đó sẽ tính về cái xung lực đánh của những cái cổ phiếu này tôi nói khá là ok khá là tốt và nếu như anh chị mình có những cái vị thế phía dưới này thì anh chị mình cứ tiếp tục giữ bình thường còn mua mới thì vẫn chưa nha Novaland nổ lên có lượng to nhưng mà cổ phiếu này nó không quyết liệt lắm và cái lực cung bên trái của nó rất nhiều nhà tư đã bám rất nhiều ra cái phiên này cái phiên này nè cái phiên ngày 31 tháng 1 ra thông tin là quý tư là 1.600 tỷ nhưng mà sau đó nó gì nó rụt rau và tiếp tục nó nổ nhưng mà quan điểm em những cái cổ phiếu này á, nó ra thông tin media để mà nó kéo lên thôi nó kéo xả lên chị chứ bản chất dòng tiền nó không vào những cái vùng này nhiều đâu nha nên là em sẽ không mua những cổ phiếu này còn anh chị mình đang cầm Novaland thì anh chị làm sao ví dụ anh chị hòa vốn thì anh chị nên cơ cấu còn anh chị mình đang lãi hay là anh chị mua những cái vùng phía dưới ok anh chịu tham mái anh chị cứ nắm giữ bình thường không phải là vấn đề còn anh chị mình đang lỗ thì canh hàng về để mà mọi người xử lý và những cổ phiếu nữa vẫn đang đi ngang thôi nó không thể hiện được quá nhiều nha nó không thể hiện được quá nhiều BDR, năm từ Lim, đấy, KDH, KHG, uh, DTD, DBG, DG, sale. sale này đấy phân tích cho anh chị rất là kỹ với cái cụ, các cổ các cổ phiếu trong ngành bất động sản vì em thấy phiên thứ sáu vừa rồi nhiều anh chị mình phô mô quá những cổ phiếu như là DIG này sale này Đức Xanh này phô mô rất nhiều thì cẩn thận có một cái cú rượu và cái cú rượu này nó sẽ kéo thị trường của chúng ta giảm nó đó khoảng 3 đến 5 điểm là cái điều bình thường nó quay về nó test lại cái phiên giảm 15 điểm nha cẩn thận trong tuần sau á tuần sau thứ hai anh chị cẩn thận thị trường nó sẽ có cái nhịp quay về test ở đây này đó, cẩn thận quay về test ở đây đâu đó 1160 hay gì đó. Sao mấy ở đây này, sao ít ở đây này. Khi mà nó test anh chị đừng có hẳn làng ra bán nha. Nó test mà cái khối lượng thị trường là những cái mức thấp nó sẽ ok. Và em thiên hướng là thị trường sẽ sẽ test lại nha. Vì cái cú bán tháo khối lượng to đây là cái phiên mở biên của thị trường thì để mà đi lên thì chắc chắn nó phải test lại. Không có câu chuyện mà vù 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 để mà đi lên trong giai đoạn này đâu anh chị nha. Quan điểm em cái câu chuyện này nó khó lắm anh chị. Nó khó mà vù vù đi lên lắm. Thường nó sẽ quay lại test và nó ảm đạm và sau tết nó sẽ là một trong những cái chân chợ mới cho những anh chị nào mình muốn cơ cấu và muốn cơ cấu nữa mà là muốn đánh một cái một cái sóng mới nha sau tết rất nhiều những cái cơ hội nha anh chị rồi đấy thì anh chị mình ok hết về cái phân khúc của bất động sản chưa nữa nhưng mà anh chị ok bình luận chữ a đi à để mà em biết em phân tích tiếp để anh chị mình nắm được anh chị mình ok anh chị bình luận bình a bình luận chữ a bên dưới giúp anh nhé à, giúp giúp em nhé ok mà rồi ok nếu như anh chị mình thấy hay nhớ ủng hộ chắc cái nút like nha anh chị nha chia sẻ rất nhiều là nhiều khi cũng khang tiếng đó là anh chị ủng hộ em quý mến em thì đó một cái niềm vui của em nha rồi cái tiếp bất động sản của công nghiệp nha anh chị à, bất động sản của công nghiệp thì bây giờ mình đi phân tích những cổ phiếu như là SJC đi tại sao trong cùng cái nhóm ngành này mà em không đánh KBC em đánh SJC? vì sao vậy anh chị đó em chia sẻ anh chị rất nhiều đúng không thứ nhất những cổ phiếu này cầm phía trên cao những cái cổ phiếu càng cao là những cái cổ phiếu nó khỏe và đây là những cái cổ phiếu leader của ngành rồi và hệ thống em cầm SC lại tương đối rất là ok thì em cũng không nói đi nói lại những cổ phiếu này cái cấu trúc nó đi lên và bây giờ nó có một cái phiên chuẩn lại một phiên nô no đi mình ba trong sướng lên cấu trúc nó đi lên rồi cho dù nó có chỉnh về những cái vùng phía dưới thì nó cũng sẽ tiếp tục đi lên thôi nên chị mình có SC thì mọi người cứ giữ bình thường không phải là cái vấn đề à, nhìn chung ok đẹp rồi cái tiếp cái cổ phiếu gì? EDC ngày hôm thứ sáu nó có một cái phiên quay vậy nó test cái kênh giá, nó rủ lại nó test cái kênh giá. Khối lượng nó bé thì chỉ là một cái phiên thông thường. Tổ chức nó làm gì mà nó ra được hàng ở đây? Phiên này dòng tiền vào đó, đó khoảng 5 triệu. Phiên này khoảng 5 triệu rưỡi, hai phiên khoảng 10 triệu rưỡi. Một phiên 2 triệu. Vậy còn cái phần còn lại đâu? Phần 8 triệu rưỡi còn lại đâu anh chị? Nó vẫn còn kẹp trong cổ phiếu chứ đâu. Nên những cổ phiếu khi mà đã đi lên rồi thì anh chị cứ để cho nó đi lên thôi. Nó giống như con SSC á, rủ rủ rồi lên. Rủ nè, nổ nè, rủ nè, lên nên EDC anh chị mình cứ giữ không phải là vấn đề lăn tăng quá quá nhiều cổ phiếu đừng có nghe ông này ông kia hô sập rồi bán mất những cái cổ phiếu này thậm chí nó quay về nó test về những cái vùng kênh giá đây là cái điều bình thường G với R này phiên ngày thứ sáu nó có cái quá trình là ngày thứ sáu là G với R nó tăng nó mở gáp với cái khối lượng của nó thì uh, những cái mức cao nhưng mà anh chị hình dung nè với những cái gáp này của G với thì mình giá nó không đủ độ tin cậy để mà nó bước vào cái pha chạy chính đâu đồng nghĩa là những cái cổ phiếu này nó sẽ có khả năng lắp gáp cùng với thị trường nhưng anh chị nào mình đang có G với R anh chị đừng có đặt cái bài toán là ừ bây giờ anh chị phải bán cái cổ phiếu này để mà quay về lắp ráp anh chị mua vậy nếu như cổ phiếu này nó không lắp ráp anh đi luôn thì anh chị lại mất hàng à nên những anh chị nào đang là khách hàng của em á mua gvr quanh những cái vùng đó, đó khoảng dưới 21 22 ra đây nè quanh những cái vùng này nè thì anh chị cứ ngồi yên nắm giữ ngồi yên sơi nước đừng có nhảy đi nhảy lại những cái cổ phiếu này em anh giá rất là cao dòng tiền vào rất là khỏe và cái tính chất đầu cơ của nó lớn nha đây nè lấy anh chị ví dụ nè 2020 nè anh chị nhìn cái 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 cách đánh của nó nè đầu cơ rất cao nó còn mạnh hơn thị trường chung một bậc Lúc này là có cổ phiếu gì nữa? KBC. Đó, G với R KBC là hai cổ phiếu đánh rất là mafia, nhưng mà lúc đó con SSC nó lại không đánh mafia bằng không đánh mafia bằng bằng. Nó là em thấy năm 2024 ấy, rất nhiều cổ phiếu nó thay đổi cái tính cách của cổ phiếu. Thay vì nó y ạch, ví dụ HCM nè. HCM 2020 2021 nó đánh rất y ạch nha anh chị. Nó không mạnh bằng bọn SSI SSH đâu. Nó đánh rất là y ạch này, nó không có độ phiêu, nhưng mà năm 2024 nó bắt đầu nó xây dựng lại cái cách đánh của nó này. Đấy, liên tục tạo những cái vùng nền tảng giá hấp thụ và đi lên trước đây là những cái cổ phiếu có những câu chuyện rất là hay đó là anh chị cần phải à, thích nghi với thị trường thích nghi với cổ phiếu đừng có quy cũ là hồi xưa nó yếu thì bây giờ nó yếu chưa chắc đâu nên những cái cổ phiếu này nó là một trong những cái cổ phiếu rất là khỏe SSC nè, GVR nè, EDC của nó cũng rất là khỏe Nên là anh chị mình cứ ngồi yên chơi nước nha Đừng có lăn tăng với những cái cổ phiếu khu công nghiệp Tuy nhiên trong cùng một cái ngành đó, thì nó có một cái vấn đề Những cái cổ phiếu từ phía dưới đi lên Ví dụ DBR nè, gặp những cái lực cản này thì nó phải xử lý cản trong một khoảng thời gian em không biết được những cái vùng này nó có kéo lên hay không hay là nó rủ về những cái vùng bên dưới với những cái cây khối lượng to như thế này thì em nghĩ là à, nó sẽ tạo một cái vùng biên rủ về những cái vùng bên dưới nó cao hơn vì anh chị dung nè cái cây bùng nổ của nó là bao nhiêu một triệu hai nó bật tăng trần nữa mà năm bốn phần trăm một triệu hai tăng năm 4 phần trăm thì bây giờ để mà nó bứt thoát được cái đỉnh này á thì cái volume của nó khoảng bao nhiêu một triệu rưỡi đến hai triệu đó một cái cây bùng nổ một triệu rưỡi đến 2 triệu nhưng mà những ngày cận tết thanh khoản thị trường nó sẽ thấp thì để mà bùng nổ luôn thì cái xác suất nó không cao nên những cổ phiếu nó phải cần thời gian nha ntc uh, thanh khoản béo những cái cổ phiếu này nó cùng khu công nghiệp nhưng mà nó thanh khoản bé nó quay thanh khoản như thế này những cái hàng bó cung thì anh chị đừng có mua nha không phân tích được cung cầu bhr nổ lên phá cản này đây là cái phiên break breakout cái phiên hôm thứ năm là cái phiên break cao là cái phiên phá vỡ kháng cự nha phá vỡ đem in lên cho anh chị mình dễ thấy phá vỡ kháng cự một cái phiên break cao của cổ phiếu rất là đẹp rồi ngày xấu là một cái phiên nô no đi mình ba khối lượng bé làm gì mà nó ra được hàng những cái vùng này những cổ phiếu này sẽ tiếp tục để mà đi lên có chăng nó tạo những cái vùng nền nhưng mà đó không phải là những cái vấn đề quá lớn cấu trúc nó đã đi lên dòng tiền đã vào nè anh chị thấy cái lực đánh của nó rất là ok giá tăng khối lượng tăng đây là cái vùng nền tảng tích lũy này. Kiệt khối lượng trước khi đi lên thì anh chị mình cứ nắm giữ với những cái cổ phiếu này nha, không thành vấn đề. VGC những cái cổ phiếu này thì nó thuộc loại 2 loại 3 trong ngành khu công nghiệp. Em tiệm không chơi những cổ phiếu này. Vì em thấy nó không yếu, nó yếu chứ nó không mạnh. Một khi đã đánh thì đánh những cái hàng leader đúng không anh chị? Anh chị được quyền lựa chọn mà, đúng không? Tại sao chọn những cái thằng yếu? Thà anh chị mua những cái thằng cổ phiếu mạnh, anh chị mua đuổi giá cao nó vẫn ok hơn là anh chị mua những cái thằng loại hai này. Đó. những cái cổ phiếu này thì uh, quan điểm em á, nó cũng sẽ lên theo ngành đó nhưng mà nó không phải là những cái cổ phiếu leader tiền là hữu hạn mà đã đánh thì sẽ đánh leader thôi đó là lý do tại sao em cơ cấu cho một liên tục ở những cái vùng này nè anh chị đấy à, em mua SHB ở đâu đây nè mua SHB đâu đây và lên đây lãi được khoảng một hai phần trăm em bán hết bán những cái này là bán hết luôn anh chị rồi em mua VB băng mua VB băng đâu đây nè phiên này ờ, nè rồi lên trên đây là lãi khoảng một hai phần trăm em bán hết luôn đó. mình cơ cấu mà bán mình bán những cái cổ phiếu này sau khi bán là cổ phiếu nó bắt đầu nó rơi luôn anh chị đó, nó rơi bao nhiêu phần trăm nó rơi sáu phần trăm shb cũng như vậy nè nên là hệ thống em không có bị kẹp những cái cổ phiếu này có một cái điều cũng khá là may mắn đấy bơ cơ cấu những cổ phiếu này để làm gì mua edc à, mua gvr trước rồi sau đó mua ssc ssc anh chị nào vào sâu á, thì anh chị mình mua thôi còn nếu mà đúng thì mua đã cuối tháng 12 rồi chị mua từ những cái vùng này rồi hay là mua gì mua uh, hcm mua những cái điểm nổ này nè đấy thì đó là một trong những cái anh chị cần phải nắm bắt là tại sao phải cơ cấu cơ cấu là gì bán cổ phiếu yếu mua cổ phiếu khỏe chứ không phải là anh chị đợi cổ phiếu yếu nó gãy rồi anh chị mới bán đừng có để mất bò rồi anh chị mới làm chuông và em thấy là thị trường nó sẽ còn 3 phiên để anh chị mình cơ cấu 3 phiên thứ hai thứ ba thứ tư để anh chị mình cơ cấu anh chị không cơ cấu là anh chị sẽ bị bỏ qua những cơ hội rất là lớn và nếu như anh chị mình muốn tham gia room khách hàng bên em để mà cơ cấu cổ phiếu tập trung với chiến lược mới thì anh chị liên hệ với số điện thoại bên dưới để mà chúng ta sẽ cùng nhau đánh một cái trận mới trong năm 2024 đấy uh, những cái cổ phiếu tiếp là những cái thằng này hàng bao cung khoảng một ngày nó bé quá bắt đầu nó nổ lên như thế này thì em đánh giá thì nó nó không phân tích được anh chị vừa lên mới điều 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 như này thì không phân tích chỉ kiếm được tiền từ những cái gì chúng ta có thể phân tích thôi kbc nè nổi lên bắt đầu rũ những cổ phiếu này những cái cổ phiếu yếu kênh nó là đang hướng xuống này. kênh nó là đang hướng xuống thì chứng tỏ là cái lực cung nó rất là dồi dào nó sẵn sàng lên là bị tán lên là bị tán lên là bị tán nên những cổ phiếu này nó, nó lình xình nó quay về những cái vùng biên dưới là bình thường nên là anh chị cũng phải là tỉnh táo trong cái vấn đề lựa chọn những cái cổ phiếu ha rồi sau khi đi phân tích xong về khu công nghiệp Anh chị mình ok, anh chị mình nắm bình luận chữ B giúp em Sau khi đi phân tích xong khu công nghiệp Anh chị mình ok, anh chị mình nắm rồi Anh chị bình luận chữ B giúp em nha Nha, ok không ạ Bình luận chữ B đi anh chị Rồi ngày hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ gặp nhau hơi dài một tí Vì em thấy là thị trường nó có rất nhiều những cái Mà muốn chia sẻ cho anh chị kỹ kỹ đó vì đó thật anh chị á quan điểm em á người thành công mà người phải biết chia sẻ những cái giá trị thì ngày hôm qua em không có lên livestream không có lên video vì mình dành thời gian cho gia đình với lại là em mua những cái suất những cái suất ăn á những cái phần ăn để mà phát cho những người vô gia cư những người có hoàn cảnh khó khăn thường là cuối tuần nào em cũng đi hết nha thì quan điểm em là như vậy đó người thành công là người biết chia sẻ và giúp đỡ những người khác thành công vì cái đợt dịch 2021 anh chị cái đợt dịch 2021 là em bị Covid và gia đình em cũng bị Covid và em cũng như là gia đình đưa vào cái khu cách ly trong đó ở một tuần trời bên trong đó người ta lo cho mình hết ăn uống các kiểu luôn chỗ ăn chỗ nghỉ chỗ ngủ và khi mà em về thì họ không tính tiền em một đồng nào cả kể cả gia đình em luôn nên là quan điểm em á mình sống là mình phải biết chia sẻ biết cho đi tạo giá trị cho cộng đồng nên là từ cái ngày đó cho đi là bây giờ em chỉ có cái gì hay là em cứ chia sẻ cho anh chị thôi còn anh chị nào hợp hệ quý chiếu thấy hay thì em chỉ ủng hộ em không phải là mình chia sẻ cái nào thì cũng có người thích đương nhiên vẫn sẽ có người ghét nhưng mà em không quan tâm với những người ghét đó để mà gì để mà mình chung bước mà mình không chia sẻ nữa nên nếu như anh chị mình thấy quý mến em thì ủng hộ em chắc một cái nút like một nút đăng ký kênh hoặc một cái lời cảm ơn nhé rồi ok mà rồi bây giờ phân tích những cổ phiếu ngân hàng với những cổ phiếu ngân hàng á, thì uh, trong cái phiên ngày hôm thứ năm em có cảm nhận anh chị là gì à, acb á, nếu như mà ở đây nó rủ mà nó là nó quay lên nè à. nó quay lên đây nó chạy nước rút nè một cây bùng nổ khoảng 20-25 triệu thì anh chị có thể đánh tay cộng được đánh một cái nhiệm nước rút đó, đó khoảng được năm bảy phần trăm á nhưng mà à, em nghĩ là cái xác suất nó nó cũng khoảng ba mươi bốn phần trăm thôi ba mươi bốn phần trăm nó sẽ có một nhịp chạy rút về những cái vùng hai mươi bảy hai mươi bảy năm trên đây này còn không thì nó sẽ loan quanh ở những cái vùng này nha còn điểm mua mới bây giờ ngân hàng không có đâu anh chị những cái lúc này anh chị mình mua mới anh chị rủi ro lắm anh chị thấy không thà anh chị mua những cái cổ phiếu này, này ngân hàng top 1 anh chị mua những cái phiên này anh chị an toàn hơn là anh chị mua những cổ phiếu loại hai không đây an toàn hơn loại hai không cùng một cái mức giá cùng một cái cái vùng giá xanh nhưng mà tại sao mua top 1 tuy là giá nó cao một tí nhưng mà khi rủi ro xảy ra nó vẫn đỡ giá nó vẫn ngon hơn vì tiền tổ chức nó vẫn còn kẹp ở đây nè dòng tiền tổ chức nó vẫn còn kẹp một cục ở đây nè thì làm sao mà nó đỡ vậy nó làm sao mà nó nó để cho cổ phiếu nó rơi được anh chị nó phải giữ giá chứ còn những cái thằng như là sb những cổ phiếu loại 2 nó lên sâu độ để bám nhiều thì nó phải có những cái cú rủ và nói thật anh chị cái cú rủ này nó rủ 127 triệu cổ phiếu kinh hồn lắm anh chị volume to nhất lịch sử này đây là cái phiên trao tay đó em nghĩ là trao tay nó có tổ chức họ mua vào á nên nó, nó mới không bị cung nhâm sàn nhưng mà nó phải cần thời gian nó tích lũy lâu lắm anh chị nha tích lũy cây okay, volume mình lâu lắm em lấy anh chị ví dụ con gì con gas đi đó nó rủ nè khối lượng to và nó sẽ tích lũy lại lại lại, hướng xuống kbc nè bán tháo khối lượng to này thì nó gì loanh quanh nó lại 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 hướng xuống hay là con vnd trong chu kỳ 2023 bán tháo khi mà ra những thông tin là gì là bị hạ mà đúng không mà thì nó tích lũy cũng nói khá là lâu nhưng vì lúc đó nó có sóng chứng khoán các cổ phiếu chứng khoán đều lên nên cái con này nó cũng đi lên theo cái ngành của nó thôi nhưng mà SHB thì nó là những cái thằng loại hai nên là em không đánh giá cao từ khi mà nó bị gãy thì cái phiên này bị gãy cái xung mực đi thì loại nó là khỏi danh sách luôn nhá rồi còn cổ phiếu ACB thì phân tích anh chị rất kỹ bây giờ điểm mua mới không có chỉ xuất hiện mua mới đánh tay cộng cho anh chị nào mình chấp nhận rủi ro được á nó bùng nổ chạy nước rút ở đây thì anh chị mình mua còn nếu không thì sẽ loanh quanh ở những cái vùng này nha loanh quanh những cái vùng này thậm chí là gì tiếp tục rủ về những cái vùng 25 là bình thường đó là anh chị mình đừng có mua rướng với ngân hàng và quan điểm em á là nó đã có sống ngân hàng rồi nhưng mà anh chị mình mua sai anh chị vẫn lỗ bình thường nha lấy ví dụ anh chị nè những cái lúc gần nền ở đây nè anh chị mình không mua những cái lúc gần nền xuất phát anh chị lại không mua nhưng mà anh chị mua khi nào anh chị mua trên đỉnh đọt nè mua trên đây này nè anh chị mua ở phần phía dưới anh chị lãi bao nhiêu phần trăm hai phần trăm cùng một mã cổ phiếu nhưng mà anh chị mua cao anh chị lỗ bao nhiêu phần trăm lỗ 12 phần trăm sự khác biệt vì trong cái con sóng tăng nó sẽ có sóng chỉnh chứ lên nè đúng không chỉnh nè lên nè chỉnh nè lên nè chỉnh nè lên nè chỉnh nè lên trong một con sóng tăng thì nó phải có sóng chỉnh và anh chị mua không đúng điểm mua trên những con sóng chỉnh là anh chị mình gì sắp mặt luôn đúng không ạ mua những con sóng chỉnh là anh chị mất ăn mất ngủ luôn nên là quan điểm em ngân hàng nó đã có sóng và nó sẽ đi lên nhưng không phải lúc nào anh chị cũng mua được nhưng lúc này anh chị mua là anh chị rủi ro đó là anh chị cần phải gì? Cần phải tỉnh táo trước khi ra những quyết định mua bán. BID nè, à, anh chị thấy không? Thị trường lên những cái cổ phiếu này nó chỉnh và nó chỉnh được bao nhiêu phần trăm rồi? Nó chỉnh cái biên đâu đó, 6% quay về những cái đường trung bình 50 phiên. Em nghĩ là nó chỉnh đây là kịch kim rồi. Nó không chỉnh sâu được nữa. Thì nó sẽ cân bằng tái tích lũy quanh quanh những cái vùng này nè. Đó, lanh quanh những cái vùng này một khoảng thời gian. Sau Tết đó, đó khoảng tháng tháng 3 thì anh chị chú ý lại với những cái cổ phiếu này vì nó đã đi hết một cái nhịp khoảng hai mươi mấy phần trăm rồi. Nó tăng một cái nhịp khoảng 30% ở đây rồi. Ngân hàng tăng 30% là quá 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 đắt rồi anh chị quá hết cỡ rồi. thì nó phải cần hấp thụ lại đây. Tiếp tục tái để trước khi một cái pha tăng mới nữa chứ không phải là đùng đùng mà nó tăng đâu. Nó lấy ví dụ anh chị đi. À, lấy ví dụ anh chị này. Đây là cái nhịp một của cổ phiếu nè, bảy phần 37% này thì nó phải có những cái cú rút mà hấp thụ lại. Đây là những cái vùng hấp thụ lại của cổ phiếu nè, trước khi bắt đầu vào cái nhịp số 2 thì đây sẽ là những cái cơ hội anh chị mình on in nè. Đây nè, những cái nhịp cuối quá trình tích lũy là dòng tiền vào anh chị sẽ on in những cái lúc này. Đây, on in này. On in ở đây hình như mà còn những cái lúc tái tích này, ai mà biết được đâu mà anh chị mà nói đến à, không on in ở đây hình dung được mà chỉ in khi nào khi thấy được cái xung lực đánh cái dòng tiền của nó đó là em đánh giá là ngân hàng năm nay có sống và hệ thống khách hàng em vẫn đang cầm ngân hàng cầm acb mà bị băng và sau tết em sẽ tập trung cho khách hàng đánh mạnh vào cái cái, cái cổ phiếu ngành ngân hàng đó, tập trung cho khách hàng đánh mạnh dòng ngân hàng nha nhưng mà không phải là đùng một cái là mua đâu anh chị chúng ta phải chờ đợi và kiên nhẫn với cổ phiếu và phải chờ cái cổ phiếu nó có hợp cái phơm mình hay không thì mình mới mua đúng mà là mình mua bảy mua bạ được CDG trên loanh quanh những cái vùng này thôi nó vẫn đi ngang anh chị test lại đấy có lượng thấp thì uh, dòng ngân hàng sắp tới nó sẽ đi ngang khá là lâu đấy HDB này những cái hàng bọc cung nhưng mà nó vẫn đi lên rồi có hàng chúc mừng anh chị thôi chứ em không đi phân tích được nó cứ là, là là là, để mình đi lên thôi Liên băng nè không phân tích anh chị những cổ phiếu này thích thì nó kéo không thích thì nó xả rồi mà băng nhìn chung ok những cái cổ phiếu ngân hàng đang bắt đầu bước vào cái pha tái hấp thụ MSB này, những cổ phiếu ngân hàng yếu cân bằng những cái vùng này thì nó mất thời gian mất thời gian nó SHB với lại OCB đó, cân bằng lại những cái vùng này mất thời gian Nên tại sao điểm nổ này thất bại vì ngành ngân hàng nó không ủng hộ nhưng mà không phải là thất bại là nó chết không phải là thất bại là nó rơi nó giống như này nè nổ lên thất bại quay về nó rủ nó rủ xong nó tạo một cái vùng nền hai ba tuần ở đây nè trước khi xuất phát bùng nổ đi lên thì nó phải tạo một cái vòng cung ở đây đúng không ạ vòng cung này hai ba tuần trước khi xuất phát để mà bùng nổ để mà đi lên khối lượng nó thì nó chưa phân phối được bao nhiêu hàng đâu nhìn chung thì vẫn lình xình lanh quanh ở những cái vùng này thôi đây là quan điểm em á ờ, OCB thì nếu là anh chị mình đang mua cây trần nè thì anh chị canh những nhịp bật lên chị hạ ra tránh bị mất chi phí vốn cơ hội còn đừng vào trung bình giá thêm với những cái cổ phiếu này trên nó vẫn là trên lên không ai nói trên này trên xuống đâu xu hướng nó vẫn là xuống lên thôi nhưng mà anh chị mua mua không đúng thời điểm không đúng thời điểm mà thị trường không ủng hộ cái cổ phiếu không ủng hộ thì thôi thì anh chị mình sửa sai làm lại và chia sẻ anh chị rất kỹ trên thị trường không có chiến thánh mua cắt lỗ là bình thường nha rồi Techcombank là bắt đầu quay về những đường trung bình MA50 phiên nữa, MA25 phiên à, quanh quanh những cái vùng này tích lũy nó sẽ bật lên bật xuống quanh quanh những cái vùng này. Không có gì mới đâu anh chị nha. Ngân hàng thì bây giờ nó sẽ giữ chỉ số thôi. Vì Techcombank là rủ bắt đầu ta bước vào cái vùng tái hấp thụ và những cái vùng hấp thụ này nó càng lâu thì cái độ điên nó càng lớn nha. VIP là rủ 2% quay về cái vùng biên của nó. Bao nhiêu phần trăm này? khoảng nó rủ, nó rủ bao như đâu có năm phần trăm chứ bao nhiêu đúng không ạ à? thị trường chỉnh những cổ phiếu ngân hàng nó bắt đầu chỉnh năm phần trăm em không cho rằng đây là rủi ro em cho rằng đây là cơ hội để anh chị mình chuẩn bị lên tàu và nếu như anh chị mình chuẩn bị anh chị bình luận chưa ok để chúng ta lấy cái tinh thần được không bao nhiêu anh chị mình chuẩn bị đánh một cái con sóng ngân hàng vào khoảng uh, tháng 3 Bây giờ tháng 2 đúng không? Khoảng tháng 3 thì anh chị bình luận chưa ok đi. Rồi em sẽ cảnh báo cho anh chị đâu là những cơ hội để anh chị mình đổi đời. Chứ bây giờ mà anh chị ngồi thấy rũ rũ, kêu bố, bố cái gì mà bố. Chúng ta phải có một cái tầm nhìn rộng ra, một cái tư duy rộng ra. Anh chị nhìn nè, đây có phải là cái xuống tăng của cổ phiếu không? Quanh năm xuống tăng nó vẫn là tăng. Nó có rũ chán thì nó vẫn tăng vì tổ chức họ đang kéo giá cổ phiếu. Đúng không? tích lũy lên nè à, tổ chức họ vẫn đang kéo giá cổ phiếu chứ không phải là họ đang thả trôi đâu nên cái vấn đề của anh chị cần làm á, là chuẩn bị chuẩn bị và chuẩn bị cái gì quan trọng thì em sẽ nhắc đi nhắc lại nha vì bằng là những cổ phiếu nó rủ có lượng to những cổ phiếu nó bị gãy đi cái xung lực của nó rồi thì nó quay về nó tìm về những cái vùng nền phía dưới lên nó thì nó vẫn lên theo ngân hàng á nhưng mà nó đánh nó hơi sốc những cái cổ phiếu này dòng tiền nó vào không ok nhìn chung thì em không lựa với cổ phiếu vì băng nếu có đánh thì em cũng không đánh những cái thằng này đâu vì bằng sb msb em sẽ không đánh những cái cổ phiếu đó tập trung hết những cổ phiếu top 1 những cổ phiếu leader nó sẽ là những cái kim chỉ nam cho anh chị rồi ngành chứng khoán thì nó lại có một cái sự phân hóa ví dụ những cổ phiếu hcm thì độ để bám rất nhiều những cổ phiếu này có thể có một nhịp rượu trước khi đi lên và nó đã bùng nổ đi lên rồi thì em cũng không đi phân tích nhiều để làm cái gì cả có hàng anh chị có giữ bình thường nó vẫn như những cái video trước đó những cái buổi livestream em phân tích thôi FTS nổ lên nè à, nhưng mà cái lực nó không quyết liệt lắm À, thì chúng ta phải quan sát trong những phiên sắp tới coi coi nếu như đây nó có cái lực bán tháo mạnh hay không nếu như không có thì nó sẽ tạo một cái vùng nền phía trên còn nếu như có thì nó sẽ quay về đây lắp cái gáp nhưng mà cái xác suất lắp gáp đây thì em nghĩ là thấp khoảng 10% nha mbs là những cấu trúc này bùng nổ đi lên này. cấu trúc đi lên rồi bắt đầu nâng đáy rồi à, ngày hôm qua ngày hôm qua không phải là điểm mua nha ngày hôm qua không điểm mua không phải là điểm gia tăng vì nó đang bị phân kỳ giá và khối lượng đây là cấu trúc phân kỳ giá và khối lượng thì em nghĩ là tuần sau nó sẽ tiếp tục kéo nhưng mà nó lại lại tạo cái vùng biên ở đây nè nó lại lại nó tạo vùng biên nó giống như con gì nó giống như con DIG anh chị nó giống con DIG năm 2020 nè nè nổ lên nè lai lai nè lai lại nổ lên nè phân kỳ giá khối lượng nè thì nó sẽ tạo một cái vùng biên trên đây nó tạo cái vùng biên này rồi là tiếp tục có tăng và cổ phiếu MBS mạnh nha không phải yếu đâu MBS nó đang quanh đây nè anh chị MBS sau khi mà em đánh giá lại á đánh giá lại nghiên cứu lại á thì đó là những cái cổ phiếu mạnh á vì nó có hấp thụ và nó vượt cản rồi nó vượt được cái, cái, cái vùng cản của nó đây là một trong những cái cổ phiếu mạnh và nó đã đi lên rồi thì anh chị có hàng thì anh chị cứ giữ đừng phân tích nhiều phân tích nhiều rất hàng chứ không làm được gì đâu nha SS này tại sao em không đánh SS mà em đánh HCM đánh BSI vì nó có xác nhận dòng tiền và những cổ phiếu này nó không? đi ngang mãi dòng tiền nó chưa vào thì không chơi khi nào dòng tiền vào thì chơi có thể đây là cái vùng tích lũy của nó nè nhưng mà chưa thấy dòng tiền thì chúng ta không đánh RSI ok vừa rồi mở gấp tăng 1% phần trăm rồi mở gáp kết phiên tăng 0.4 thì có thể tuần sau nó lắp cái gáp nó sẽ lăn quanh những cái vùng này 6 thì không xấu trên nó là trên đi lên rồi nha xu hướng nó là xuống lên thì anh chị cố gắng kiên nhẫn nắm giữ đi VCI là cái gáp này nó sẽ lắp vì sao vậy cái gáp này nó tăng mà khối lượng to mà nó không không có quyết liệt lắm thì cái gáp này nó cũng sẽ lắp lắp chung với con SI trong tuần sau nhưng mà không phải là những cái lúc mà anh chị mình bán tông bán tháo nhìn chung những cái cổ phiếu mà nó có dòng tiền vào như CTS ok dòng tiền vào nó túc tắc túc tắc vào trend nó vẫn đi lên thôi tuy nó không có đi mua nhưng mà anh chị hạn chế rước <laughs> không có điểm mua mới nhưng mà cũng không phải là điểm bán đâu anh chị có hàng vô mua những cái vùng phía dưới thì anh chị giữ được hàng chế rướng à, lên kịch bản như cổ phiếu nếu như cổ phiếu ở đây là cái vùng UTA nó bắt đầu nó rủ về dưới đây thì sao ở cái đó cái chúng ta chuẩn bị đó em thì em không biết cổ phiếu đi theo hướng nào nhưng mà em sẽ đánh giá từng phiên vì em thấy nó đang lên mà khối lượng nó bán nó bé này thì có thể nó sẽ tạm cái vùng nền và có cái cú rũ đây này, này trước khi đi lên chứ nhưng mà nó túc tắt lên hoài luôn thì không có chuyện đó đâu nha chúng ta phải đánh giá xung lực đó là lý do tại sao em nói là hiện tại em sẽ rất là hạn chế trong vấn đề là mở mua mới vì thế và em sẽ đánh giá rủi ro nếu như có vấn đề rủi ro là em sẽ bán luôn còn nếu như không thì em sẽ cầm để một qua tết còn những cổ phiếu nào mà em thấy yếu thì em sẽ cơ cấu nha những cái chuyện nào là đang là khách hàng tin thì chú ý cái vấn đề này giúp em luôn Beast i nó đã đi lên rồi, bùng nổ, có chút đi lên rồi, hạn chế phân tích Những con này nó có thể bùng nổ, chạy bất cứ lúc nào rồi à, BMS không ăn thua, này, ABG thanh còn béo quá AGR là mở gáp là những cái gáp là gáp kiệt sức nha Những cái gáp của cái phiên ngày thứ sáu AGR, VCI, SSI là những cái gáp kiệt sức Đừng có đu, đu là khả năng là hàng về cắt lỗ rất là cao nha Cẩn thận VDS yếu là những cái cổ phiếu này nó, nó đang bị phân hóa đây là quan điểm em á Thị trường này không phải lúc nào anh chị cũng mua được và cũng không phải cổ phiếu nào cũng mua được nhưng mà con vít nè tăng một trong bảy phần trăm không ăn thua ờ, có cái anh nào trên uh, youtube bình luận gì ông này hồi xưa ông ông, uh, ông, ăn non vít rồi bây giờ ông chê vít không có anh chị những cổ phiếu này á, em có sao nó vậy à cái lực cung bên trái rất nhiều nè nên là cái độ điên của nó nó bị mất rồi và với lại nó đã tăng hết cái biên của nó rồi thì những cổ phiếu phải cần thời gian để mà hấp thụ chứ không phải là đùng một cái để mà đi lên đâu phân tích anh chị rất kỹ đúng không phân tích anh chị từ những cái vùng này rồi đó là phải đi lên nó không đi lên được không phải nó không đi lên được mà là nó yếu nên em không chọn đâu bùng nổ khối lượng to tăng có 1.7 phần trăm thôi nhìn chung chưa ăn thua nó là anh chị mình đang cầm cổ phiếu mà anh chị nghe phân tích À, thì ví dụ không đúng với cái quan điểm của anh chị thì anh chị coi như là ừ ông này ông chém gió đi anh chị coi ừ ông này ông chém gió nói tào lao đi còn cái nào anh chị thấy hay thì anh chị mình nghe nha quan điểm là quan điểm mỗi người sẽ khác nhau chính người mới ý thì làm sao mà em biết được hết đúng ý được hết anh chị đúng không chúng ta chỉ phân tích dựa trên cái gì chúng ta hiểu và kiếm được tiền từ cái đó thôi còn những cổ phiếu này thì quan điểm em là gì nó nổ lên là gặp được cung nó là em sẽ không mua với những cái cổ phiếu này nhá rồi SSI, này không thua giai đoạn này không nên đánh chứng khoán nhỏ nha em thấy cái chu kỳ ngân hàng này nè câu chuyện ngân hàng là chỉ dành cho những cái ông chứng khoán lớn thôi còn chứng khoán nhỏ không ăn thua vì sao thị phần nó không bằng nó không cạnh tranh bằng chỉ đánh chứng khoán lớn là hay nhất những cổ phiếu như là hcm thì cái cách nó giữ giá ok nó có câu chuyện riêng có thể là sau này nó sẽ vẽ chuyện cho anh chị mình nghe nhưng mà nhìn cái cấu trúc này em chỉ đánh giá là ok đẹp nha rồi à, ngân hàng rồi thép rồi chứng khoán rồi thép chưa này những cổ phiếu thép thì nó vẫn loanh quanh những cái vùng này khối lượng nó đang bắt đầu giảm nó phải cần thời gian thép năm nay không ăn thua nè, kim là quay về bên dưới nè, đúng không ạ? À? Nói đúng luôn. Cái phiên nó rơi nè, em nói ừ nó sẽ có những cú hồi nhưng mà hồi để bán. Bán xong nó rơi tiếp quay về bên dưới thì sợ à? nó sẽ túc tắt quay về những cái vùng bên trên. Những cái cổ phiếu thép này nó chỉ là đi thùng mấy cái cung cầu trong cái kênh giá thôi chị. Xuống bên dưới thì lên bên trên chứ nó không thể hiện là à, nó có một cái cái, cái xung lực đánh một cái trận đánh nổ đây cả. Một cái trận đánh nó phải set rất là kỹ càng chứ không phải là đơn giản đâu nè. Tích lũy hướng lên nè, đúng không ạ? À? Đây nè, rủ cùng với thị trường lợi dụng spring sau khi cổ phiếu spring ở đây nè bắt đầu xác nhận bùng nổ một cái khối lượng rất to dòng tiền nó vào cùng cùng như nước sông đà ok có sóng bùng nổ như này thì nó có sóng còn anh chị nhìn nè thanh khoản teo tớp như thế này mà sóng sánh gì nó chỉ lên quanh những cái vùng này thôi nha họ phát không muốn thú vẫn đang tích lũy chị, thấy em không đánh giá cao đâu khi nào em thấy dòng tiền vào thì em chơi còn những con như là vgs nè khối lượng to nè, bán bị bán khối lượng to lên là bắt đầu bị xả xuống tvn tlh cũng như vậy nhìn chung anh chị cần phải kén cá và nếu anh chị mình đang cầm những cổ phiếu này á, việc anh chị cần làm phải cơ cấu kể cả dầu khí là bvd bvs như vậy này. giá dầu lên quanh bảy mươi mấy tám mươi mấy đô nó đâu có đâu phải là cái giai đoạn đột biến đâu để mà có sống nó là quan điểm em anh chị cần phải gì cần phải cẩn thận né những cổ phiếu dầu khí đi thị trường chung chỉnh những con này rất dễ đục nền nha thị trường chung chỉnh những con này rất dễ đục nền đó năng lượng thì có một con bc một nổi lên thôi nhưng mà cũng đã phân tích anh chị kỹ rồi ha cũng phân, hạn chế phân tích những cổ phiếu khác thủy sản dịch may yếu anv asm tng nhìn chung yếu anh chị TG giảm 2%, nổ lên rủ lại không thấy được cái sự quyết liệt của tổ chức này càng để lên các khoảng nó càng cho tớp thì đây không phải những cái cổ phiếu để mà dẫn sóng đâu nó phải quay nó khả năng cao nó quay về những cái vùng nền phía dưới tái tích lũy là bình thường nha quay về những cái vùng nền phía dưới tái tích lũy là bình thường đạm hóa chức, đạm cà mau không ăn thua những cái gáp kiệt sức không ăn thua anh chị Bfc, cẩn thận nha bắt đầu nó gãy này bắt đầu bị gãy cái kênh này đây là phiên phiên bán tháo này kéo lên này. cẩn thận nha những cổ phiếu này có thể đi hết biên rồi nó không có sóng ngành nó không có một cái sóng tăng trưởng của ngành nó chỉ đi riêng lẻ như là bfc này csv này uh, last này nó không tạo một cái con sóng tăng trưởng thì những cái cổ phiếu nó không đi xa được không đi bền được đâu anh chị nên là mình đánh mình quay về trần ví dụ có một cái con sóng tăng trưởng của ngành anh chị mình đánh 50, 70, 80 phần trăm bình thường nhưng mà nó không có một cái con sóng tăng trưởng của ngành thì anh chị chỉ nên đánh ở đó khoảng target 30 phần trăm là anh chị nên té 34 phần là mình nên té nha cảng biển hh rủ bắt đầu dùng tiền vào khi mà nó đây bùng nổ cây này, nè 6 triệu thì nó sẽ là điểm mua còn không có thì thôi nha em nghĩ nó có một cái câu chuyện về giá cước vận tải đó khi nào nó ra thì chúng ta tính cái rồi dòng tiền vào chúng ta tính CTD này liên tục ở trên những cái vùng này khối lượng to chứng tỏ nó trao tay nó chưa muốn lên được nó phải cần thời gian anh chị CTD có để để bám nhiều quá nó chưa muốn lên được hạn chế đu những cái vùng này à, uh, đầu tư công đầu tư công em chấm được con là CG cấu trúc tích lũy nè kỳ có lượng dòng tiền nó hơi cải thiện một tí còn những thằng khác không thua đầu tư công vừa lập được cổ phiếu là CG thì em thấy nhìn chung cũng ok nó có cái gap trước mắt coi có xử lý cái gap như thế nào rồi chúng ta sẽ đánh giá với cái xung lực tự nhiên có những cái dòng tiền lạ ở đây thì anh chị cũng phải cân nhắc một tí nha nó có những cái dòng tiền lạ ở đây nó cũng không đơn giản đâu nhá rồi blue chip BMB không ăn thua vẫn đi lên thôi chứ mà nó không ăn thua vẫn đi lên nhưng mà không được mua FPT này đổ lên bắt đầu có một phiên em nghĩ những cái này nó túc tắc túc tắc đi lên đó ta trước mắt là một trăm nha phiên này là phiên điểm mua này hệ thống bán hàng mua điểm này nè mua nó buổi sáng đang là khoảng 3 phần trăm gì đó nhưng mà mình vẫn giữ chị không đánh nhiều những cái cổ phiếu trụ quan điểm em trụ cũng không đánh nhiều mình đánh để mình cho khách hàng mình biết à anh chị biết đó là cái điểm mua là ok nha mình đánh phải cảm nhận chứ còn bên đi bên không ăn thua đâu anh chị bên chưa có sóng sánh nào đâu những cổ phiếu bên thì cẩn thận một tí hg là quay về test những cái vùng phía dưới giảm 2.4 phần trăm những con này đang rủ nha con này đang rủ nè nhìn chung khi nào mà tạo cái vòng cung muốn lên á thì anh chị mình chơi còn không thì nó cứ lên bên trên này trong cái hộp ở lên bên trên rủ vào bên dưới xuống bên dưới thì là quay về những cái vùng bên trên à, có thông tin gì HNG là gờ, lỗ lũy kế 8.000 tỷ đúng không mà mới ra thông tin cuối tuần giảm 3 cho một phần trăm những con này khả năng nó quay về những cái vùng phía dưới khá là cao cơ bản không có nhìn chung mình cũng may mắn anh chị à, hệ thống hàng mua cái điểm này nè ăn được, được khoảng mười mấy phần trăm á, là em báo hệ thống hàng mình chốt chốt trên đây nè chết chốt trên những cái vùng này nè. chốt xong nó kéo thêm được khoảng một cái trần nhưng mà cũng không thành vấn đề mình chốt được cái đoạn này mà ăn ăn đánh đánh ngắn thôi chị và lúc đó thì mình đánh cảm nhận đánh có 10 20 phần trăm à không thành vấn đề đánh cảm nhận ăn được cái đoạn này của HNG nó khoảng mười mấy phần trăm còn cái đoạn này nè anh chị thấy không tại sao cùng một cái mức giá mua được cái giá này nè giá 4.5 mua được nhưng mà tại sao cái giá 437 là không mua được mặc dù giá nó thấp hơn vì kênh nó là kênh đang hướng xuống bị bán tháo có lượng to này. kênh hướng xuống thì phải té nhưng mà lúc này là kênh hướng lên dòng tiền vào thì ok anh chị mình chơi được nha còn những cổ phiếu nhà ITA này rủ lại này, không thua MST này TG, chúng ta cần cái sự quyết liệt. chứ mà chúng ta anh chỉ thấy cái con msd này, cái phiên này đúng ra sau đó nó phải nổ lên thì ok kích hoạt xong. nhưng mà nó không nổ thì sao? nó chưa sẵn sàng thì nó rủ quay về cái vùng phía dưới là bình thường. nó quay về vùng phía dưới là bình thường. đó là đoạn này em sẽ không đánh bên đi đợt này em sẽ không đá mini em tập trung hết cho mid cap và sẽ khá là phù hợp với những anh chị nào mình sai vốn lớn mình đánh mid cap sẽ ok ổn định hơn nhiều rồi thì nhìn chung ngày hôm nay chúng ta cùng nhau thảo luận và lên cái chiến lược rất là kỹ để anh chị mình nắm tránh cái tình trạng anh chị bị bị fomo và quan điểm em thị trường nó đã là uptrend và những nhịp chỉnh với là những cái chất xúc tác cho một cái quá trình tạo sóng diễn ra nhanh hơn nhưng mà anh chị cần phải cơ cấu danh mục liên tục tránh cái tình trạng là anh chị thị trường rủ các anh chị bán cổ phiếu khỏe mua cổ phiếu yếu hoặc là anh chị rủ cái anh chị cầm tiền rồi sau đó chị lại mua đuổi những cổ phiếu khỏe khi mà nó đã tăng hai mươi ba mươi đó đó là những lúc anh chị mình đủ đỉnh tại sao có nhiều khách hàng họ bây giờ họ vào cùng em họ có lại nhưng mà giai đoạn sau khi thị trường lên hết mua lại lỗ vì cái vị thế nó cao cái rủi ro nó sẽ cao hơn càng mua chậm thì nó sẽ gì càng rủi ro anh chị nên nếu như anh chị mình quan tâm muốn đánh cái nhịp mới năm 2024 muốn thay đổi một cái phương pháp hệ thống trải nghiệm thì anh chị về hệ thống em đã mà đồng hành rất vui rất hân hạnh khi mà được hỗ trợ anh chị thì anh chị có thể liên hệ với số điện thoại của bạn trợ lý bên dưới hoặc là gì liên hệ với số điện thoại zalo của em 027 575 2999 để mà chúng ta có cơ hội đồng hành và chia sẻ với anh chị những cái giá trị thực tế khác nếu như anh chị mình thấy hay ủng hộ chắc một cái nút like một nút đăng ký kênh ai chưa tham gia room cộng đồng quét mã qr code bên góc trái hoặc là bấm bên dưới bình luận nha. Xin chào và cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem cái buổi livestream ngày hôm nay. Chúc cả nhà buổi tối bình an và cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phiên ngày thứ hai và cũng như là ba phiên cuối cùng sẽ là ba phiên cũng khá là chán nạn của thị trường và anh chị cũng phải chuẩn bị những cái vấn đề đó ha. Và những lúc chán nạn thì nó lại sinh ra cái cơ hội. Và cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại anh chị trong những cái buổi kế tiếp.